Hello mấy chị yêu dấu ơi. Qua em đấy, đồ bộ đấy. Chín gì đó mặt nó sưng sưng khó chịu quá nước xong ngứa mắt mà bị ha tầm 2-3 ngày nữa hết ngứa mà nó khó chịu nắm mặt luôn. Mặt em hôm nay ơi bị sưng nha mấy chị nha chứ em mặt em dễ thương nha. Rồi mấy chị ơi, hôm nay sale nha, sale đồ bộ mấy chị yêu ơi. Đến nợ lẹ lên. Đến nợ lẹ lên. Đến nợ lẹ lên. Rồi mấy chị ơi. Rồi em sale bộ nha mấy chị ơi. Sao dạo này chớ ốm quá vậy? Chớ đói ăn chớ ốm em ơi. Chớ bị đói ăn rồi. Chớ là bị xì kéo đói. Ra mấy chị ơi 65kg mấy chị ơi 65kg nha. Chị ơi nick em là Dung Lê nè. Em có nạp cạc cho chị Mobi 500. Chị nhận được, ủa 50k. Nhận được chưa?
Dung Lai, Mobi. Hết bệnh chưa? Em á chị, còn chị ơi, khang tiếng chưa hết nữa. Rồi mấy chị ơi, bộ này em sale cho mấy chị với giá là 250 đầu like, size 65kg nha. 65kg 250. Trời, tiếng mình như con vịt đẹp luôn. kg đi mấy chị. Rồi em chốt chị Thuận Lợi 250 ha. Ok chị ơi. Thuận Lợi 250. Giờ có ăn vàng rồi chứ không có ăn gì nổi. Rồi mấy chị. 65kg. Ai lấy comment 250. Bé yêu Lê có luôn người yêu ơi. Giá xe bánh bèo nha. Này luôn. Cái này size 56kg, 45-56. 250 luôn mấy chị. Chia sẻ cho em đi mấy chế. Chia sẻ cho em. Chia sẻ giùm em. 250. Size 45-56 mấy chị ơi. Mặt em nay nó bị sưng nha mấy chị. Sưng nó hơi vậy ấy. Tại em đang tái tạo lần 2 mấy chị ơi. Tái tạo cho nó hết nám. Rồi mấy chị ơi, 250 nha, vô hộp vô. Ok chị ơi. Mấy bữa lấy đẹp. Trời ơi, cái kem tái tạo của em ai xích vô cũng hết hết trơn mấy chị. Nói em ơi, da đẹp quá. Không, tái tạo xong da đẹp ơi đẹp mấy chị. Da đẹp là có thật nha. Đây đưa này 6.300. Này, 6.300. Rồi mấy chị ơi, size 1 giùm em ha. Bộ này em xả mấy chị 350 thôi. 1. Size 1 và size 4, còn hai bộ tông xịt tông em sale 350.000. Hàng này hôm nay là nói chung là hôm nay là em còn nhiêu em xả rẻ cho mấy chị luôn nha. Tái tạo 800 chị ơi. 800 một hũ nha. Nè, em đang tái tạo đó mấy chị. Đang tái tạo. Tạo có hai cái gò má à, còn trên đây không có tay. Rồi mấy chị, bộ em đang mặc size 1 với lại size 4, em sale 350.000, tông xịt tông, chất hơi bị đẹp luôn mấy chị ơi. 350. Hôm nay là chia sẻ giùm em cho mấy chị, em lên hàng cao cấp luôn nha. Đang mặc 65 cho Dung Lê. 65 thì không có vừa cái này rồi, tại vì cái này em còn size 4. Size 4 thì tương đương cho mấy chị là 74kg đổ lại. Size 1 là 50-58 nha mấy chị. Còn có hai size thôi, size 1 và size 4. Ai lấy comment cho em với giá là 350 thôi. Hàng này là 400 mấy gần 500 một bộ đó mấy chị. Đồ đùi đi dây, đồ chưa có đâu người yêu. Đồ ngày mốt. Ngày mốt có đùi. Tái tạo thì mấy chị mua về xức giùm em là sáng với tối ha. Còn chị nào da dày xức sáng chưa tối, sáng chưa tối luôn. Khi mà nó sưng lên là bắt đầu là chuẩn bị nó bong da mấy chị. Sưng lên là chuẩn bị bong da và nó có tác dụng. Nó trị cho mấy chị nám thâm tàn nhang gì mụn gì nó trị hết nha. Mà khi mà nó chuẩn bị bong đó mấy chị đọc mụn á, một ba cái mụn á mấy chị cứ nặng cho nó ra hết mụn xong rồi đó. Nó khi mà nó bay là nó bay luôn. Chị Kelly Trần Nguyễn Trần hả? Dạ giờ mới like. Rồi bộ này mấy chị ơi, xem mấy chị 230 thôi. Bộ này xem 4 ít. 75kg lại em xả đầu like 230. Chế nào lấy 230. Comment cho em 230.000 mấy chị yêu ơi. 230 giùm em ha. Bao rẻ luôn. Ai lấy comment còn bộ cho mấy chị nè. 230.000 Hoàng Bảo Yến ok chị ơi. Hoàng Bảo Yến ok nè. Áo quá trời luôn chưa like. Áo quá trời quá đẹp. Chưa có like luôn. Chia sẻ giùm em cái mấy chị.
áo đi mấy chị, áo dây đi. 70kg lại 50 đô la em xả cho mấy chị giá yêu thương đầu like luôn nè. Chị bán vừa tặng luôn nha. 80.000 cái. 50 đến 70 kg xả đầu like cho mình 80 thôi. Có mấy cái thôi mấy chị, nhanh tay có hàng nha. 80.000 ba cái. Áo dây ba lỗ á. Từ 50 đến 70 kg mấy chị mặc được luôn. 80k. Ai lấy comment liền nha, còn mấy cái thôi mấy chị. 80.000 áo ba lỗ. Liên Quỳnh một áo. Trời ơi chất mát rồi mấy chị ơi, siêu đẹp. 80k giùm em. Anh Trang áo 80. Chia sẻ like giùm em mấy chị. Vi Kiều áo 80. Còn mấy cái này lẽ em sale cho mấy chị đâu. Cho mấy chị mặc luôn chứ không có giá này đâu mấy chị. Rồi. Mẫu này luôn mấy chị. Gấu luôn, hết rồi, ghi hết rồi. Gấu giùm em luôn 80.000 nhanh tay. Gấu luôn mấy chị yêu ơi. 80.000 gấu. Gấu được ba con luôn. Rồi ok chị, 80 giùm đơn hôm qua shop ơi. À mã 2 lấy hết. Móc hông là sao chị? Chị Anh Lan đây, sao chế? Sao? Anh Trang 80. Em Lan Lê lấy hả? Dương Hàng. Gấu. Em Lan Lê. Rồi Mickey. Có màu 3 thôi mấy chị, hàng sale nha. Không có nhiều đâu. Em có bán quần riêng 80.000. Mickey. Rồi chị nào lấy Mickey comment. Mickey, Mickey, Mickey đồ bộ có chị, đồ bộ chuẩn bị em lên. Mickey. 3 cái, 4 cái. Mickey 4 cái. Trời ơi, có 80.000 mấy chị ơi. Chất đẹp ơi đẹp. Mickey, Mickey. 80k. Mickey Hằng Nguyễn 80. Ai lấy comment cho em nha. Hồng Trần. Liên Quỳnh. 80.000. Chia sẻ like giùm em mấy chị. Lê Kiều Diễm. Rồi ai đáp mấy chị ơi. Đa Nguyễn, dạ thấy chị yêu ơi, chia sẻ like giùm em cái mấy chị. Ai đáp giùm em luôn mấy chị ơi. Ai đáp cho em luôn nha. 80.000 ai đáp. Ai gì đáp mấy chị. 80k. 80, 80. Adidas giùm em luôn. Cái là hết rồi. Rồi, Nguyễn Sẹp. Anh Trang. Thanh Phạm. Cái này là giá sale nha mấy chị nha. Giá sale nha. Nên mấy chị nào mua chắc ăn giùm em ha. Nguyệt Minh. Tại cái này còn ít ít em bán cho nó hết luôn á. Rồi mấy chị. Rất là dễ thương luôn. Có tay 100.000 áo. 100.000. 50 đến 70 kg mặc vừa luôn. Có tay 100.000. Mẫu hoa đang mặc nè. Rất là đẹp luôn nha. Ai lấy mẫu hoa comment mẫu hoa giùm em. Có tay 100k. Mấy cái bán luôn nha rồi. Chị nào lấy có tay còn bên có tay có ba cái. À chị Đa Nguyễn hả? Rồi ok. Trời, gọi đơn Đa Nguyễn đi em ơi. Chốt hàng đơn Đa Nguyễn trước đi. Khách mới gọi trước đi. Đừng ngồi nữa. Nào mới là xúm nhau. Coi hàng mới gọi đi. Rồi 100.000 có tay nha mấy chị ơi. Có tay ngân ngân. 100k nha. Hàng dễ thương lắm nè mấy chị. Bao đẹp luôn. Hoa. Rất là dễ thương. 100k một áo. Hàng sale nha. Chứ nào lấy áo 100k comment cho em. Hoa đi mấy chị ơi. Hoa, hoa 100.000. Hoa cho Phượng Trúc nè. Hoa cho Phượng Trúc. Hoa Lan lấy hoa luôn nè. Hồng Trần lấy hoa luôn nè. Rồi, con bướm.
Dior bướm hết rồi. Dior có mấy cái à mấy chị ơi? Dior 100.000 luôn. Dior bướm 100k. Ai lấy Dior bướm comment. Dior được mấy cái? Dior bướm mấy chị ơi. Dior Dung Lê Liên Quỳnh à, hello cô Thị Nguyễn nha, chia sẻ like giùm em mấy chị. Lên đồ bộ liền luôn á. Rồi chế nào lấy comment cho em nha. Rồi anh Trang chị Hồng Hồng hết. Rồi gấu 100 luôn giùm em nè. Gấu mấy chị. Gấu 100k Machino luôn. Gấu 100. Chị nào lấy gấu comment gấu giùm em ha. Gấu. Đa Nguyễn nghe máy giùm em đi chị. Mới vô hỏi hàng á. Chị ơi nghe máy giúp em chị ơi. À, Mỹ Tiên Trần vừa không vừa má. Ừ. Hoa hết rồi. Bây giờ em còn gấu đi mấy chị. Gấu 100.000 à. Liễu Nguyễn nè. Đơn lộn nhắn tin không ai trả lời nè. Liễu Nguyễn nè. Coi Liễu Nguyễn này. Liễu Nguyễn nào. Liễu Nguyễn Kim Anh Nguyễn nè. Đi chung biết kêu Nguyễn gì đó. Rồi gấu cho Hoa Lê nè. Gấu cho Bùi Hạnh nè. Gấu cho Nguyễn Văn Anh nè. Gấu cho chị Phượng Trúc nè. Rồi hết. Rồi Adat mấy chị. Adat 100.000 luôn nè. Ba lỗ hết rồi. Tròn mẫu nữa về đem lên coi. Adat 100.000 luôn. Ai lấy Adat comment Adat giùm em đi mấy chị. Adat 100k gấu hết rồi. Còn Adat. Còn Adat thôi. Chất bao đẹp. Chất coi bị đẹp nha. Dạ hết bông mấy chị ơi. Còn Adat. Ai lấy Adat comment Adat. Hết bông rồi, không có bông đâu mấy chị. Có em bông. À bông 100 hả? Mỹ Kiều lấy bông có. Quên. Bông có. Thế thôi, lấy Adat. Lông kim Adat. Ba lỗ đi mấy chị. Ba lỗ 50-65 thôi. Ba lỗ giá 80.000 à. Ba lỗ 80. Ai lấy comment còn mấy cái. Ba lỗ 80.000. Thôi bị xin. Người yêu nào lấy ba lỗ comment ba lỗ. Để luôn cho rồi để chập nhà chập cửa quá. Ba lỗ 80. Áo đó nhỏ quá đừng lấy nha. Cái áo áo 100.000 hả? Chị nhiêu ký mà chị nói nhỏ. Đùi chờ xíu lên luôn chị ơi. Đùi chờ xíu lên luôn. Áo khoác thôi chờ xíu. Rồi ba lỗ gấu nè mấy chị. Gấu bông gì nè. Đó. Gấu bông. Cái này phơm nhỏ nha. Cái này chị nào nhỏ con mặc. Từ thích mặc là ôm thì 65 đổ lại. 50, 45, 65 ừ. Ai lấy comment. Giá mấy chị là 80.000 áo à. 80k đây nè. Rất là đẹp luôn á. Con chị 60kg hay 60kg mặc vừa má. 70kg mặc còn được mà. Nay má hồng xinh quá ta. Có gì má hồng xinh má. Má ơi cái mặt con nó sưng á má. Bị tao quấn sưng má ơi. Bị quấn sưng má ơi. Bị tao quấn sưng sưng mặt vô má hồng. Rồi mấy chị ơi, size 5XL bộ này luôn. Giá sale cho mấy chị 150. Chị chờ người cái áo bông nè. 80.000 nè. Liên Phùng ba lỗ hoa nè. Rồi cái em đang mặc đi mấy chị, em xả 350 set này luôn nè. Đẹp ơi. Size 5X nha. Chị nào 5X lấy liền cho em set ba lỗ gấu hoa. Hoàng Hiệp lấy ba lỗ gấu và ba lỗ hoa 80.000 giá sale. 5X cho Thanh Phạm nè 350 nha mấy chị.
350.000 giá xe bánh bèo. Còn nhiêu trả nhiêu. Chị Kim Quốc lấy 5 ít nè. 350. Còn nhiêu trả nhiêu mấy chị ơi. 1, xe 1, xe 2, xe 3, xe 4, xe 5. Bộ này em xả với chị 36 luôn nha, mới bán giá cao nhưng mà giờ mấy chị thông cảm giùm em, còn mấy bộ em xả trên hết cho rồi luôn nha. Rồi mấy chị ơi, 360. Tông triệt tông, bộ beo lên đẹp lắm. 360, xe 1, xe 2, xe 3, xe 4, xe 5. Giá phải nói là quá rẻ luôn á mấy chị, không có ai dám giá này đâu. 4852 không mấy chị ơi. Rồi người yêu nào lấy comment cho em nha. Giá cho mấy chị nè. Ai đánh chị Di chắc người đó tới số. Và làm em tôi dữ lắm vậy. Rồi 360 nha. Ai lấy comment 12345 đủ size. Liên Phùng xe 1. Ok chị ơi. Phan Thảo xe 3, không có 1 nha. Phan Thảo lấy 3 nè. Rồi chế nào lấy 2, 3, 4, 5. Còn 2, 3, 4, 5. Chắc cha hết, hình như hết 3 luôn rồi. Còn 2, 4, 5 mà mấy chị ơi, 2, 4, 5 mà. Chắc bà Hiền hát, chắc bà Hiền hát. Thanh Sơn Nguyễn xe 5. Thanh Sơn Nguyễn xe 5. Rồi mấy chị, giá 360 mấy chị ơi. Trời ơi, hơi bị rẻ luôn mấy chị yêu. Bao rẻ luôn mấy chị yêu ơi. Em ơi cho chị cái cây nè em. Cây bên đó. Đúng rồi, cây đó. 67 Hoàng. Huỳnh Hoàng Phong hết rồi. Hết xe 67 rồi. Huỳnh Hoàng Phong cao mít mấy. Bao rẻ cho mấy chị mặc luôn nè mấy chị ơi. 350 thôi bộ này luôn. 12345 350. Trời ơi cái chất đẹp dã man. Giá xe bánh bèo luôn nha. Thể thao có nhiều lắm mấy chị, chờ thể thao chờ xíu em lên luôn. 12345 350 áp dụng chia sẻ like giùm em cái mấy chị yêu. Bao rẻ luôn á, quá rẻ. Ai lấy comment 12345 nha. 350.000. 55 kg mặc size 1 chị ơi. 1m58 bộ nãy hết size. Size 1 cho Phương Hoàng Lê. 350. Chị Hoàng Minh không có chị ơi. Minh qua mẫu giùm em đi. Đây có nhiều lắm mấy chị. 12345 bộ này. Bao rẻ. 350 cho Phương Nguyễn Hương. 360 một ít Candy Nguyễn Trần nãy hết rồi, hết size 1 rồi. Chị Phương Phan Thảo là xe 1. Chiếc xe 3. Phan Thảo 13350 chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Rồi chú Huỳnh Lai xe 1350. Thanh Sơn Nguyễn xe 5. Ba rưỡi nghe. Thanh Sơn Nguyễn xe 5. Tùng Võ xe 1 cho số điện thoại đi chị. Cho kèm số điện thoại giùm em chị Tùng ơi. Hoàng, Huỳnh, Hoàng, Huỳnh Hoàng gì vậy? Huỳnh Hoàng Phong. Huỳnh Hoàng Phong, có 48kg tam thanh cao mét mấy. Thấp thì mới mặc vừa nha. 50kg thấp thì mới mặc xe 1 được. Chia sẻ like giùm em mấy chị yêu ơi. Rồi mấy chị ơi, Lê Kiều Liên Diễm lấy xe 1 nha. Phạm Dung 60kg mặc xe 2. Nhân viên em sẽ gọi chị chơi, anh Liễu Nguyễn gì đó gọi nói kìa. Nè Liễu Nguyễn nói gì sao gọi gửi ba áo này gì nè. Rồi anh Trang xây 2 350. Gửi lộn cho hai má Liễu Nguyễn này với má Liễu Nguyễn kia đúng không. Mấy má này yêu nghiệt lắm luôn á. Tùng Võ xây 1. Ok chị Tùng Võ, trời ơi cái bộ nó đẹp đó chị ơi. Bộ này quá đẹp luôn á. Mấy má nha, làm đơn làm đồ ok. Là ha, làm cho đúng là hoàng nha. Phải muốn là muốn làm sao là làm nha. Báo trước à. Làm người ta phải nhìn. Kim Quốc xây 5. Kim Quốc xây 5. Làm sai muốn trừ lương cho một bữa cho nó khỏi.
lần sau cái rút kinh nghiệm mà còn không trừ nó làm sai hoài. Rồi chị Nhanh Phạm 60 kg, ok chị Nhanh Phạm nè, 60 kg 350, chị Huỳnh Hương Danh xe 4, ok chị ơi đẹp lắm chị có rồi. Ừ, cái bộ này tâm sự công hơi bị đẹp, cái bộ này hơi bị đẹp mấy chị nha, cái bộ này hơi bị đẹp, đẹp quá trời đẹp, giá có 3,5 rồi mấy chị, lúc trước là 48,52 không. Cái bộ xe 1 này em chốt cho ai về chị, chưa chốt à, tùng vỏ 6-7 kg mặt xe 3 chị ơi, 6-7 kg mặt xe 3 giùm em nè. Cái bộ xe 1 này đẹp nè, xe 2 cho Lê Nguyễn 3,5 xe 2 cho Lê Nguyễn nè. Cái bộ này xe 1 nè mấy chị, xe 1 với xe 4 đẹp nè, em xe có 3,5 à, xe 1 với xe 4, bộ này còn 2 bộ này chị nào lấy lấy. Rồi đổi xe 2 bộ này shop. Đổi xe 2 bộ đó hả Kim Quốc, đổi 2 em ơi. Nguyễn Thị Liễu xe 4 đúng không? Nguyễn Thị Liễu bộ bộ vừa qua xe 4. Nguyễn Thị Liễu xe 4. Xuân Nguyễn lấy size kia 70 kg không, đang mặc cho Liên Phùng nè. Xuân Nguyễn 70 kg mặc xe 3. Xe 3 cái mẫu vừa qua đúng không? Mẫu vừa qua đẹp xuất sắc. Bốn cặp 7 kg 1m45 mặc được xe 1, xe 5 một bộ, chân tiết xe 5, chân tiết bộ xe 5, hàng cao cấp, mẫu vừa qua nha, chân tiết có 5 nè. Bộ đang mặc Nguyễn Thị Liễu đang mặc em ơi, Nguyễn Thị Liễu đổi đổi bộ này. Rồi mấy chị ơi, bộ này em còn 3, 2, còn cái này còn 2, 3 khách xả. Bộ này em xem với chị 3,5 luôn, vừa chị vừa tùng vỏ ơi, tông xịt tông nha em. Dạ em lấy tông xịt tông rồi. Bộ này em xe 350, em còn xe 2, xe 3. Xe 2 là từ 59 đến 64, xe 3 từ 65 đến 69. Bộ này qua rất là đẹp luôn, giá cho mấy sale cho mấy chị là 350, 350 ngàn, ai lấy comment cho em ha. Thôi bị xin mấy chị ơi, giá là bao rẻ luôn, chứ nào lấy comment cho em cho chị cây đen đó em, thể thao đẹp. Ở mấy cây đen đó, xe 3 cho Lo Nguyễn, Lo Nguyễn xe 3 350 ngàn. Nguyệt Minh xe 3 350, còn xe 2 nữa nha mấy chị. Liên Phùng đang mặc 2, Liên Phùng đang mặc 2 nè. Thanh Sơn Nguyễn 3 hết rồi. Bộ này rất là đẹp, Hoàng Bình Hoàng Phong hết. Bộ thể thao giùm em đi mấy chị, 3,5 đẹp xuất sắc. Mẫu mới mấy chị ơi, tôn vỏ nãy lấy cho chị xe 1 rồi chị ơi, L hàng thể thao nha. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi, em có L nè, L đây, xe 1, xe 2, xe 3, xe 4, L 1234, ai lấy comment L 1234. Chị Phương Bùi ơi, lấy bộ nào chị cho em số ký gì chắc ăn lấy giùm em đi, chứ em không có trao đổi hàng nhiều đâu mấy chị yêu nghe, nào không vừa thì mới trao đổi nha, mấy chị thông cảm giùm em ha. Rồi mấy chị, Ngô Nguyễn nè, xe 4 nè, cái hàng sale không mà mấy chị, nên chắc ăn bộ nào họ lấy giùm em đi mấy chị, đổi nhiều quá em sao em đổi được mấy chị.
Quan Trần là 3,5 xe máy nè, chơi xe 1 với xe 3, Phan Thảo nè. 1 với 3. Phan Thảo có nè. Hơi mờ hả chị? Ngồi đem đâu camera cái. Rồi, L em chốt cho Quan Trần nè. L cho Quan Trần nè. Candy Nguyễn Trần nè, size XL. Trang Lê, ok chị ơi. 60kg chị Trang Lê nè. Anh Trần size 1 nè. Đưa chị đó, đồ mà. Anh Trần size 1. Liên Phùng đang mặc size 3 Liễu Nguyễn hết rồi. Giờ còn 2 được không ạ? Mà chị Liễu Nguyễn là nhiêu ký cho Trang số ký đi. À Đỗ Bích Phượng nè, size 1 nè. Tại vì cái form này nó hơi bự hơn form bình thường xíu. Rồi, à Nhung Trần nè. Hồng Hồng. Đỗ Nhung 57. Đỗ Nhung 57 hết rồi. Hết xe 1. Bây giờ em còn xe 2. Xe L, xe 2 và xe 4. Tiếp theo xe 2. Xe 3 quận Bình Tân với chị ơi, đổi nhung hết. Nguyễn Yến lên L. Tuấn Anh Trương. Tuấn Anh lên L, Hồng Trần XL hết. Tiếp nghèo lấy rồi, Liễu Nguyễn ok. Có. Đúng rồi, anh L nhỏ hơn một ít chị ơi. Nguyễn Thủy nè. Nguyễn Thủy là xe 4. Anh Trang là xe 2. Ruby Hàng xe 4. Rồi. À 350 nha. Phương Bùi lấy L 73kg mặc xe 4 đúng rồi chị. 73kg lên chị mặc xe 4 giùm em. Đúng rồi, Hồng Hồng không có, hết 3 rồi chị ơi. Bộ gu xì xanh 62. Ngọc Tiền gu xì xanh 62kg. Cho em số điện thoại đi chị. Xe 2X. Cho em số điện thoại đi chứ ơi. Em coi còn 2 không nha. Hết 2 luôn, bộ gu xì như hết 2 rồi. Hết 2 rồi, gu xì hết 2. Rồi 55kg hết. Ngọc Tiền ơi, bộ gu xì hết xe 2 rồi. Rồi cái bộ thể thao còn xe 4. Chia sẻ like giùm em đó chị ơi. Nè bộ này xe 5, xe 1 không có hàng bán luôn. 370 thôi. 48 luôn á chị. Bộ bi 370. Ai lấy comment rất là đẹp luôn. Em còn xe 1 với xe 5. Bi 370 còn 1 với 5, gu xì còn 1 không, gu xì hết 1 rồi. Bông 1 và 5. Nung Trần. Hồng Trần. Hết nè. 370. Cái này xây 2. Rồi lấy cho Kiên Quốc xây 5. Rồi bộ này đang còn xe 2. Tông Siệt Tông 370 luôn. Giá sale nha. Và dán giá này đâu với chị 48 luôn á. Rất là đẹp luôn. Xe 2. Xe 5, xe 3, xe 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4 nè. Còn 2, 3, 4. Ai lấy comment 370. Tông Siệt Tông. Đây là xả hết cho mấy chị, giá này em nói thiệt cho mấy chị luôn. Giá yêu thương luôn á. Bé Tân 60kg xe 2. Áo khoác chưa lên được mấy chị ơi. Hoa Nguyễn Nguyễn Hoa. Hoa Nguyễn Nguyễn Hoa lấy xe 3. 370. Nhung Trần 23. Candy Nguyễn Trần Nguyễn không có. Thanh Sơn Nguyễn xe 5 không có. Còn xe 4 thôi. Xe 3 cho Hồng Hồng.
rồi. Giờ em còn xe 4. À bộ 7 trước hết rồi, giờ còn bộ này xe 4 thôi. Ai lấy 4 comment 4 nha. Bộ thể thao lửng đi mấy chị, 34 coi bị đẹp. Đang mặc xe 2 ngang ngang Nguyễn hết rồi, còn xe 4 không à. Rồi L đến em coi là chỗ cái bộ này nó đẹp mấy chị ơi. B xe 5 hết rồi, 340 bộ lỡ, bộ quần lỡ đẹp không mấy chị, 34 nha. Hàng sale L nè, L với xe 1, xe 2, xe 3, xe 4, xe 5, L 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị ơi, L 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Đang mặc 62kg, xe 2. Rồi cho số điện thoại đi chị Ngọc. Ngọc tiền như do có cho dưới này để xuống dưới này in ra. Kèm số điện thoại lại gì mẹ. À đây, ở đây. Rồi 70 xe 4 75kg Mỹ Sang hả? 75kg mặc xe 5 đi chị. Xe 4 rồi ôm. Phan Thảo là xe 1 với lại xe 3, 340 học tiền ok. Kim Quốc xe 2, 34 lỡ xe 1 cho thằng Ni Ngô, có L luôn đó nha, 340 Dở Hương xe 5. Bộ đi mặc bao đẹp. Tâm Trinh 50kg. Rồi Tình Rosie xe 5, 34 comment giá tiền giùm em cái đi mấy chị ơi. Hoa Lê Lê xe 5 luôn. L với xe 3 Phượng Trúc nè, 3X Phượng Trúc 3X. Phượng Trúc à, L với 3 đúng không chị? Chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Lại ba chúc mai 62kg mặc xe 2, 34 cho Nhung Trần. Bộ đẹp quá trời đẹp, 5X cho Hình Dung, 340 nha mấy chị. À, Liễu Hồng cho số điện thoại. Hoàng Hà 56kg. Tiền Nguyễn một bộ xe 5. Hồng Hồng xe 3. Bộ này quá đẹp. Hằng Ni Ngô chốt rồi. Liễu Nguyễn là xe máy à? Liễu Nguyễn 70kg. Liễu Hồng chứ, Liễu Hồng 70. Ngân Nguyễn, Kim Quốc rồi. Thánh Thấm xe 2. Hồng Hồng rồi. Thích 4 mặc ôm hả? Mỹ Sang đổi 4 em ơi. Để kêu vô đổi ấy đi. Đi vô đổi đi. Má ơi vô đổi không má ơi. Rồi Nguyễn Thủy, Mỹ Sang đổi. Nguyễn Thủy nè, đổi vô đây nè. Nguyễn Thủy nè, đổi cho Mỹ Sang xe 4. Nguyễn Thủy là xe 5 nè. Trúc Hoa 62 chốt rồi. Trúc Vi xe 1 340. Hàng Hà lấy rồi nha. Thánh Thấm rồi, anh Trang rồi, Hàng Hà rồi, Trúc Mai rồi, anh Trần rồi, Thanh Sơn một bộ 370 xe 5. Không có 5. Phượng Trúc có lấy xe 1 không? Thanh Phạm 65kg. Thanh Phạm 65. Nguyễn Thủy xe 5 rồi nha. Thanh Sơn 340 xe 5 rồi, chốt rồi luôn phải không? Anh Trang rồi,
Dương Hằng. Phượng Trúc á, Phượng Trúc chị lấy cái size L ra luôn chị ơi. XL cho Trần Trang Ngọc nè. Má này con dâu Nguyễn Thị Liễu nó, má này con dâu Liên Phùng nè. Đen Danh nè. Nguyễn Thị Liễu nó, má này con dâu kìa. Rồi, ai lấy comment cho em nha, đủ size á mấy chị. Cho coi lại mẫu hả dạ. Đây. Lấy L ra thì chú L cho chị Dương Hằng nha. Ha, đẹp lắm mấy chị. 340 à. Một bộ 60kg cho tô Bích Đào. Cũng chất bỏ ra không chị? Hả? Cũng chất có 2 bộ nè, L lấy cho 3. L lấy ra. Lấy ra. Không lấy cho ra. Đây chị Hoàng Nhung ơi. Rất là đẹp luôn á mấy chị. Bộ này nè. 340 hàng thể thao. Rồi có chị Phương Trúc lấy ba rồi nè. Dương nè. Rồi. Chị Tô Bích Đào lấy 60kg nè. Bộ 34 với mấy chị đủ size. Rồi ai lấy nữa comment cho em. Bộ rất là đẹp. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi bộ này em còn 3 với 5. Nguyễn Rosa. Hồi lấy giấy hôm qua like rồi mấy chị ơi. Like không chịu, không chịu coi. Chụp lại màn hình gửi cho bên em được. Rồi mấy chị xe 3 nha. Em xe mấy chị 3,5 bộ này. Xe 3 xe 5. Hàng tông xì tông 350 giá sale. Quá trời đẹp bộ này luôn. Size 3 và size A, size 3 và size A, size 3 và size 5, 3,5. Ai lấy comment liền nha. Không đẹp không lấy tiền mấy chị yêu ơi. 3,5 giùm em. 350. Em like cho mấy chị mẫu này đẹp lắm. Thanh Sơn Nguyễn 5 nè. 3,5 nè. Xe 3 cho Lê Hồng nè, 3,5 nè. Chia sẻ like giùm em cái mấy chị. Em lên cho mấy chị bộ này đẹp ơi là đẹp luôn. Bao giá rẻ luôn. Chị ơi nhân viên em mai chốt hàng nhiều lắm không chụp hình được. Mấy chị lên like mấy chị coi, mấy chị chụp màn hình gửi cho bên em thì được. Chứ nhân viên em chốt nhiều hàng lắm mấy chị ơi. Không coi được đâu. Rồi mấy chị ơi. Đang mặc rất là đẹp luôn nha. Giá 400 một bộ cho mấy chị. Trời ơi. 1 2 3 4 5. Đủ size giá sale. Trời ơi. Cái bộ này tới 500 mấy mấy chị. Sale cho mấy chị giá 400 ngàn. Ai lấy comment 400. Ngô đẹp ha. Sao chị? Ừ, cái cổ mấy chị không? Sang ơi là sang luôn. 400 ngàn. Bộ 340 Tấn Phát hả? Bộ đang mặc 400 Thanh Sơn Nguyễn khách lạ. Gọi đi mấy đứa ơi. Mua hàng cao cấp không nè mấy đứa. Rồi. Để em chốt đơn cho mấy chế. Xin địa chỉ nha, xin địa chỉ xong rồi mà. Hàng nhiều quá thì đi thì mấy chị phải cọc cho em mới gửi hàng nha. Ngân Nguyễn nè. Nguyễn Xuân nè. Để bán hàng cao cấp mấy chị giá sale không mà, Hồng Trần size 1. 400 ngàn. Nguyễn Tiền size 2. 400 ngàn. Ngọc Hương Nguyễn size 5. 400. Võ Hương xây 5. 400. Chị Võ Hương nhận hàng giùm em nha chị yêu ơi. Liên Phùng nè.
Hàng của chị nhiều lắm rồi chế ơi. Minh Anh xe 1 nè. Chị Nhanh, Nhanh Phạm xe 2 400. Nguyễn Tiết xe 2 400. 85kg Hoàng Huỳnh. Rồi ok chị Candy Nguyễn Trần. Ok chị vừa chị yêu ơi. Rồi Kim Hồng luôn 400. Rồi xe 4 cho chị Lê Hồng luôn. 4 cho chị Lê Hồng 400. Chị Thị Em 58. 58kg mặc xe 1. Ok Thị Em. Rồi Kim Anh Võ mặc xe 2. Chị Huỳnh Hương Danh xe 4. Rồi chị Tô Bích Đào. Tô Bích Đào xe 2. Thì em chốt rồi. Bích Hợp hết 2. Giờ còn 3, 4, 5. Hùng Đinh nhé. Nguyễn Thị là Hùng Đinh nhé. 49kg. Thấp thì mới vừa. Chúc Mai 62kg hết xài. Rồi Lê Hồng lấy bộ 400 xe 3. Gì chị Lê Hồng ơi. Chị nãy chị lấy xe 4, giờ chị lấy xe 3 là sao? Chị 67kg kim chi 400. Rồi Dương Thôi Nghĩ Hoa Lê Lê xe 5. Rồi Thủy Phạm xe 2 hết. Bây giờ còn 3-4 thôi mấy chị ơi. 3-4 rồi hết rồi. Còn xe 3 xe 4 giá 400. Bộ này đẹp lắm mấy chị. Chia sẻ dùm em đi mấy chị. Giá yêu thương á. Xe 3 xe 4 còn 3-4 thôi mấy chị. Bao giá cho mấy chị luôn. Ờ đúng rồi. Giá có 400 ngàn bộ thôi mấy chị ơi. Xe 3 cho Ngân Hân nè. Ngân Hân 400 xe 3. Bộ này cho em luôn. Hàng cao cấp nha mấy chị nha. Hàng nhập Quảng Châu, xuống hàng Việt Nam nha mấy chị. Cho nên là khỏi cái bàn luôn. Để Hồng em lấy xe 4 của chị đi. Rồi mấy chị ơi, mấy chị chắc ăn mua hàng giùm em đi mấy chị. Hàng sale. Hàng sale không mà mấy chị. Chị lấy xong cái mai mấy chị xả ra cũng như không luôn. Cho nên là mấy chị nào á khi mua hàng chắc ăn giùm em đừng có mẫu nào mấy chị cũng lấy xong ngày mai mới xả ra quá trời xả quá trời đất nè. Sao lưng em mà mấy chị xả không á. Em nói thiệt luôn á. Hàng mấy chị lựa kỹ giùm em cái. Rồi mấy chị bán không có khó đâu mấy chị, em bán rất là dễ luôn á. Cho nên là mấy chị lựa kỹ giùm em cái. Rồi mấy chị ơi, có chế mẫu nào cũng lấy xong rồi xả hả? Trời ơi. Như mưa gì đó. Mấy chị thấy em like rất là cực khổ luôn mấy chị. Thì em có chị ơi. Rồi mấy chị ơi, bộ nè, quá trời đẹp. Em bán giá bánh bèo không mà mấy chị. Có 400 ngàn thôi, người ta bán 500 mấy cho mấy chị bộ này luôn. Mà em bán cho mấy chị giá yêu thương không á. Cái cổ nó hơi bị sang rồi. Giá mấy chị 400. Đủ size mấy chị. Xả cái muốn xỉu. Rồi mấy chị ơi, thiệt á, em nhìn mà buổi chiều chiều á, chiều chiều mà em vô em nhìn cái đống hàng xả của mấy chị á, em muốn xỉu luôn mấy chị. Giống như như là hàng xả mà giống như mình like một like vậy đó. Trời ơi. Xỉu thiệt luôn mấy chị. Rồi mấy chị em mua hàng chắc ăn giùm em cái. Chị nào mà xả quá em xả luôn đơn luôn, còn sao em không bán đâu. Rồi Thanh Sơn Nguyễn xe 5. Thanh Sơn Nguyễn xe 5. 400. 59kg, thấp thì em lấy cho chị là size 2, còn cao thì lấy size 1 chị ơi. Rồi chị Thanh Phạm size 5 luôn nè, 400 ngàn. Lệ Mai size 2. Lệ Mai size 2. Chị Hằng Ngô size 1 400. Rồi chị Kim Hồng 400 luôn. Mấy chị cứ đi mua chỗ khác rồi mấy chị biết giá liền à. Bên em bán giá bao rẻ ha, mấy chị yên tâm. Mua hàng săn hàng cho mấy chị hàng rẻ không à. Chị mua thì mấy chị thôi à, đừng xả cho bên em tội nghiệp em lắm mấy chị ơi. Rồi Nguyễn Minh Triết xe 4. Nguyễn Minh Triết nè, chị bé Tăng nè, chưa có tính rồi, chưa có tính cái chuyện mà xả ra nha, chưa tính cái chuyện đi xuống tỉnh bị bơm nữa đó. Chị thấy bán hàng nó đâu phải nó dễ đâu mấy chị. Chị bé Trần nè xe 2. Mỗi lần like cực lắm mấy chị ơi. Thì em đúng rồi, nãy giờ chưa chốt mẫu này má. Kim Vui xe 2, ok chị ơi. Kim Vui xe 2.
Chị Tiền Nguyễn xe 5 400. Chị Đặng Linh xe 5 400. 1m6 lấy cho xe 1 thôi chị yêu. Họ nghiện xã lấy xe 1 thôi. Cho nên là thà là nói trước với mấy chị luôn. Nói thà là nói trước vậy cho nên đỡ mất lòng mấy chị. Để mất công hả chị, mấy có mấy chế chị nào cũng lấy xong rồi tới giờ. Tới giờ chốt đơn hả, trời ơi xã mà không thương tiếc mấy chị. Quách Tiết Hoa 57kg ok chị ơi. Xe 1. Huỳnh Lại 54kg 400. Rồi chị Nhan Phạm 459. Rồi ai lấy comment nha. Thảo Vương lấy xe lớn nhất. Rồi ok chị Thảo Vương nè. 400 xe lớn nhất. Ta nói là thà là mít lòng trước đặng lòng sau là vậy em mấy chị. Tình em nói like mà tội luôn tới khuya mới ngủ. Dạ đúng rồi, thường thường mà cái ngày nào ngày mình phải chịu thôi mấy chị. Ngày thì mình phải chịu thôi chứ hàng cũng có được gì đâu, nhưng mà ngày của mình mà mấy chị nói cho mấy chị biết để mấy chị thương, đừng xả nhiều thôi. Chắc ăn hả, mua xong cái xả trời ơi thấy mẫu khác lên đẹp, cái xả mà xỉu luôn mấy chị, như tấm hàng xả muốn xỉu luôn á. Dạ bộ đang mặc 400 chị ơi. Bộ này cũng đẹp nè mấy chị. Hàng này em bao giá. Hàng này giá cao lắm mấy chị. Giá tới 500 mấy một bộ. Em cho mấy chị đế sĩ còn chưa được. Chưa được giá 400 nha. Riêng mấy bộ này mấy chị lên chợ lấy sĩ chưa được. Chưa có giá 400 ngàn. Mà em bán cho mấy chị giá 400 ngàn. Riêng mấy cái hàng hãng này mấy chị đi lấy sỉ giá còn chưa có 400 ha. Rất là đẹp luôn. Rồi chế nào lấy comment cho em bộ đang mặc luôn. Bộ này thì có mấy size thôi, số lượng ít lắm. Hàng này hàng sale quá chị nha. Em chuyên bán hàng sale. Giá thì ngoài thị trường mấy chị đi lấy sỉ còn chưa có giá này. Rồi còn xe 1, xe 3, xe 4. 1, 3, 4 và 5. 5 cho Võ Hương. Bộ này mà sỉ là đã 400 mấy mấy chị. Nếu mà đi lấy sỉ. Thanh Sơn Nguyễn. Hằng Ni Ngô xe 1. Nu Chi Hải xe 5. Giá hết 5 luôn rồi. Bây giờ là còn Nu Chi Hải có nha. Giá hết 5. Giờ Tấn Lộc xe 1. Còn 1 nè, 1 với lại 1 với lại 2. 1 với 3 với 4 chứ không có 2 luôn, 1, 3, 4 à. Rồi Tấn Lộc xe 1. Tâm Thanh đang mặc xe 1 đúng không? Hồng Trần 1. Kim Vui 1. Rồi Nguyễn Minh Triết xe 4. Nguyễn Minh Triết xe 4 nè. 4. Dạ em còn size 3 nữa là hết. 61kg size 63kg mặc size 2 mà hết 2 rồi. Hết 5 luôn. Giờ em còn 3 nữa là hết. Chị nào lấy 3 comment 3. Cái 3 nữa là hết mấy chị. Nếu sớm khác mấy chị thấy em bán không? Rất là khó luôn mấy chị. Nói cái đổi hàng thôi cũng khó rồi. Nói chi nhiều khi mà trước khi mà người ta nói á là ừ bán bao đổi trả hàng, nhưng mà một cái vấn đề khi mấy chị trả là một cái vấn đề luôn á. Em nói thiệt luôn, em cũng vậy nè, nhiều khi em mua đúng không, một ít cho thị phạm hết rồi. Nhiều khi em cũng có mua hàng nhưng mà về mình mặc không có vừa đó, rồi mình mặc không có vừa, đầm nó bị nhỏ quá, mình mặc không có vừa, mình đổi nó là nó bắt mình chụp hình, bắt mình làm đủ các kiểu hết trơn á, rồi phải ship lên trả cho nó nữa. Ở thành phố nó không chịu ship xuống á, mà nó phải bắt ship lên nữa mấy chị. Em thấy em bán hàng dễ ơi là dễ luôn. Rồi mấy chị ơi, khi mà mấy chị muốn đổi hàng sắp khác phải đủ lý do mới trả nổi. Nói thì nói hả, bao đổi trả em phải đủ lý do, có sắp em là quá dễ luôn.
Rồi bộ này mấy chị, em xả 340. 340.000 nha. À size bộ lửng tâm diệt tâm, em còn size 4, size 5, 34 thôi. Không còn mấy bộ em xả rẻ cho mấy chị mặc luôn. 340. Người yêu nào lấy comment cho em. Để mấy bộ lẻ cho em lên rẻ cho mấy chị mặc luôn. Rồi 45 mấy chị ơi, 34. Bộ tâm xịt tông 340, size 4, size 5. 69kg chị cao á, thì chị mặc size dùm em. Cao thì mặc size size 3, 69 nếu 69 đó nha. Còn mà nếu mà thấp thì mặc size 4 dùm em ha. Đó. Bởi dễ thương khách mới nhiều đó em, bởi dễ thương khách mới nhiều. Rồi mấy chị ơi, bộ này lửng nha. Size 5 cho chị Đam Nguyễn nè. 5 cho Đam Nguyễn. Rồi em còn size 4 thôi mấy chị. Theo có em dễ nhất. 340 rồi em. Rồi xe 4 đi mấy chị ơi. Có nhiều người hàng sale mà không cho đổi trả, còn em vẫn cho đổi đó mấy chị. Rồi lý do là kiểu như mình bán dễ xíu thì đông khách hơn. Rồi 73kg đang mặc là chị Trương Thảo nè. Đi đằng sale không có lời bao nhiêu đâu mấy chị. Một khi sale là không có lời được bao nhiêu đâu, nhưng mà hả là vẫn cho đổi trả hàng để mình bán hàng uy tín mà mấy chị. Rồi mấy chị, hôm nay mấy chị đổi nhưng mà ngày mai mấy chị lại thích, mấy chị lại mua 3-4 bộ, chục bộ. Đó là được, em được cái duyên là vậy với mấy chị. Có nhiều chị ha, mua hàng mới lần đầu tưởng em khó lắm, cho đổi, đổi xong cái riết là mua cái nghiện luôn. Tại người ta mua nhiều mà mấy chị mua nhiều mà. Nhiều khi mua nhiều quá cái bắt đầu cái mẫu mình không vừa, hồi nào kia mình phải cho người ta đổi chứ. Rồi mấy chị, 45-56 nha. Bộ này nè mấy chị, em sẽ sale cho mấy chị 230. Còn bộ 230.000. Chế nào lấy comment nha, 230. À size 4 70kg mặc vừa không? Size 4 à, 70 mặc được luôn chị nè. 69kg cao 1m58. Chị mặc size 3. Nếu mà có bụng ha. Có bụng thì mặc size 4 đi chị, còn mà nếu mà bụng của chị không có thì mặc size 3 thôi là ok. Rồi bộ 230. Em chốt cho chị Hồng Nguyễn nè, 230 size L. 230 size L. Bởi vậy chị hết tiền gì em. Rồi cái bộ này xe 4 mấy chị ơi, 4 mới eo. Em xả mấy chị 330 luôn. Bộ này là quần lỡ xe 4, là tương đương với lại xe 1 là 50-58, xe 2 là từ 59-64, xe 3 là từ 65-69, và xe 4 là từ 69-74, xe 5 là từ 74-79 nha mấy chị nha. Rồi mấy chị ơi, bộ đang mặc 330 xe 4, quần lỡ luôn. 330.000 còn hai bộ em xả rẻ cho mấy chị xe 4 nha. Mua 4 bộ rồi, có free ship không em? Dạ không. Bên em 10 bộ cũng không free ship mấy chị. 10 bộ em cũng không free ship nha. Một bộ là cũng 30 ship mà 5 bộ cũng 30 ship, không free ship. Khi nào mấy chị chuyển khoản bên em free ship mấy chị. Đồ bộ nó nặng lắm, mấy chị đừng bắt bên em free ship. Nói cho mấy chị luôn để mất công mấy chị kêu là không free ship này nọ này kia. Rồi Thanh Sơn Nguyễn nè, 330. 10 bộ em cũng không free ship nha, nhưng mà mấy chị chuyển khoản trước em free ship. Rồi size 4 330 mấy chị ơi. Bộ này em còn 2. Size 1, size 2 nè. Dạ chị Ri Lê, cảm ơn chị. Rồi 1 với 2. Bộ này size 1, size 2. Em sale cho mấy chị là 350 luôn. 1 xe 2 350. Mặt của em bữa nay nó đỏ như là gì, mắt nó sưng luôn. Đang tét đạo nha mấy chị. Rồi mấy chị ơi, 1 với 2 350 luôn. Xe 1 xe 2 tâm xịt tông 350. Đúng rồi, chuyển khoản hết free ship chị. Là không thu cốt á. Là không thu hộ á, là free ship nha. Rồi mấy chị ơi, ai lấy comment cho em nha. Xe 1 cho Hằng Liên Ngô 350. Bây giờ em còn xe 2 là hết nha. Không ai giao cho chị hết ha. 59kg xe 1 comment 6. Xe 1 hết rồi, giờ còn xe 2. Xe 2 mấy chị ơi, xe 2, xe 2. Giờ còn xe 2 350.
con 4, 5, 3 rưỡi. Món này em còn xe 4, xe 5 nha, bao giá rẻ luôn. Chia sẻ like giùm em gái mấy chị, bấm theo dõi trang giúp em gái nha. Từ lúc biết shop mình mua không biết bao nhiêu bộ rồi đó, Phương Bùi. Rồi mấy chị, bộ này xe 4, xe 4 và xe 5, em sale cho mấy chị 3 rưỡi luôn. Mình có đơn hôm qua chưa thấy chốt giá không, ngày mai là chốt luôn á mấy chị. Rất là đẹp luôn, chị Pha Lê. Chị Pha Lê nè, Pha Lê thành phố hay tỉnh, coi đứa nào coi tra đơn nè. Ở Cà Mau. Em mua bán dễ thương, khách ở với em lâu dài, yên tâm đi. Dạ chú Huỳnh Hương Danh, cảm ơn chế. Rồi xe 5 với lại xe 4 với xe 5 nha, 3 rưỡi. Ngọc Hương Nguyễn xe 5 nè, Ngọc Hương Nguyễn xe 5. Rồi xe 1, dạ cái này hết 1 rồi mấy chị, còn 4 với 5 thôi à, 3 rưỡi sale. Còn 4 và 5 bộ nha mấy chị, 3 rưỡi. 4 với 5 bộ 350.000 xe 4 xe 5. Chế nào lấy comment nha. 4 và 5 mấy chị ơi. Xe 1 em hết rồi chị. 4x. Bộ này em còn 4x đẹp lắm. Em xe 3 rưỡi luôn. Bộ này 3 rưỡi là tụt quần em. Bộ bán 4 mấy đó mấy chị. Xe 4. Xe 4 là từ 6974. Xe 3 là 69kg đổ lại mặt vừa. Rồi mấy chị ơi, bộ em đang mặc, chế nào lấy comment cho em 350.000. Rồi mấy bộ này quá rẻ luôn mấy chị, 350 đang mặc luôn. Người yêu lấy comment cho em bộ 350 mấy chị ơi. Đẹp mà to. Bộ này quá đẹp luôn á. Mà nó bị còn xe rớt là xe 4. Ai lấy comment nha, 350 tiền. 4x. 4x L. Chị Thanh Thanh nè, 4x treo 3 rưỡi. Bộ này không có size 2 đâu chị. Không, không có size 2 luôn. Bộ này mấy chị ơi, size 1. Em sale 250 nè. Bộ này còn một bộ size 1. 1x. 50-58 xả 2 rưỡi luôn. Chế nào lấy comment cho em 250. Xe 1X. 4X là từ 6974 chị ơi. Ngọc Diệp ơi, Nguyễn Thị Liễu xe 4 nè, 3 rưỡi. Rồi chị nào lấy xe 1 comment xe 1. Bộ này 1 nha mấy chị, 1 nha. Xe 1. Bé Yêu Lê 250 xe 1. Rồi bộ này xe 4 2 rưỡi luôn. 4XL 250. Chia sẻ like giùm em mấy chị ơi, bấm theo dõi trang giúp em. 4XL 250. Rất là đẹp luôn. 4XL 2 rưỡi. Cái gì nói gì? Thanh Thanh. Rồi bộ tông xịt tông mấy chị, đẹp nè. Tông xịt tông 350. Tông xịt tông 350 nha. 45-56 size L. 45-56 size L 350. Ai lấy comment 350.000 giùm em mấy chị yêu ơi. 350. 350 em chốt cho Nhung Trần nha. Xem cho một quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh mấy chị ơi. Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Áo đi mấy chị, áo riêng đẹp lắm, 280. Hơi bị dễ thương nha. 55-75kg màu trắng, màu đen. Áo riêng trắng đen 280. Áo hơi bị đẹp, hàng cao cấp lắm mấy chị. Áo riêng 55-75kg mấy chị ơi, 280 áo. Màu trắng, màu đen. Rất đẹp, rất là đẹp luôn, mặc dễ thương lắm. Tình yêu lấy comment cho em.
280.000 một áo. Chị nào lấy áo còn bán áo giùm em nha, 280 mấy chị yêu ơi. À, Trang Phan lấy đen nè. Ồ, con cải đen luôn. Trang Phan đen rồi, hết đen rồi mấy chị ơi. Còn trắng không à, con cải đen luôn. 280 còn trắng thôi, hết đen. Chị nào lấy comment. Dạ hết đen, hết đen. Không có đen luôn. Con cải đen một. Còn nhiêu trắng mấy chị ơi. 280 trắng. Không có đen. Con cải đen một nhất. Con cải đen. Rồi cái mẫu này luôn mấy chị, mẫu mới 28 luôn. Hoa lê lê lấy trắng nè. Cái này em có cam mới sọc. 280. Cam mà sọc. 55-75 ký mặt cười luôn. Áo riêng nha. Trời ơi đẹp không mấy chị ơi. Hơi bị dễ thương. 280. Hàng xịn luôn nha mấy chị nha. Rồi Phạm Nguyên lấy đang mặc ha. 280. Trắng 65kg 280. Ơi trắng trắng trắng. Rồi sọc. Sọc em chốt cho chị Thanh Thanh nè. Thanh Thanh sọc 280. Kim Yến lấy cam 280. Sọc cho Kim Hồng Dương. Cam cho Lina. Cam cho Nguyệt Minh. Vi Kiều sọc. Cam cho Trang Lê. Ngọc Thương Nguyễn lấy sọc. Hết sọc. À còn sọc. À Phạm Uyên lấy sọc. Nguyễn Anh Loan lấy cam. Hoa Kim lấy cam. Rồi hết. Hết mấy chị 280. Rồi áo cao cấp giùm em mấy chị ơi. 300 một áo. Từ 55 đến 77 kg mà. 300. Chế nào lấy áo ngựa. Comment cho em 300.000. Ồ hơi bị đẹp luôn á chị. Hàng cao cấp nha. 300k áo. Ai lấy comment 300 đi mấy chị. Đẹp lắm. 300 tiền giùm em. Hơi bị dễ thương. Đang mặc 28 em hết rồi. Áo ngựa em có da với trắng. Hai màu đẹp lắm. Hàng này là hàng xịn sò cho mấy chị luôn á. Ngựa đi cho chạy cho nó nhanh chị. Mã đáo thành công. Trời ơi ngựa quá chị ngựa. Rồi chế nào lấy comment ngựa nha. Phong rộng rất là đẹp luôn. Hàng này cực kỳ đẹp. 300.000 một áo. 300k. Áo xịn sò luôn á. Rồi áo chữ tiền luôn mấy chị ơi. Chữ S. Áo chữ tiền 300 luôn. Tiền thì em có cho mấy chị màu đen với màu vàng. Áo chữ tiền 300. Rất là đẹp. Áo mấy cái này mặc bụi lắm. Đang hot giờ luôn mấy chị. Form rộng mấy chị dễ mặc nha. Không thấy bụng thấy gì đâu. 300.000. Áo chữ S. Vàng mấy chị. Đính hộp đẹp lắm. Lấy áo trắng 280. Long Quỳnh trắng 280. Rồi Thảo My lấy vàng 300. Thảo My vàng. Sinon vàng 300. Rồi có đen có một cái thôi. Đen có một cái một duy nhất. Rồi ai lấy comment 300. À xem màu đen đi. Rồi ok chị. Sinon em lấy rồi.
đen này mấy chị 300. Áo rất là đẹp nha. Kênh này mấy chị khỏi bàn luôn, nó không có bị chóc đâu mấy chị, hàng cao cấp mà. Nó in trong vải luôn chứ phải in ở ngoài, mấy chị yên tâm. Rồi mấy chị ơi, 300 ngàn vàng với đen. Rồi Candy Nguyễn Trần lấy đen 300 ngàn. Rồi đầm giùm em 240. Đầm rất là dễ thương 240 ngàn. Cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi, trời ơi quá dễ thương. 55-75 kg mấy chị mặc vừa. Xanh trắng vàng xám nâu gì nè, đen nè, đen có màu nè, đẹp lên màu cho mấy chị nha, quá đẹp luôn á. Màu đen mặc bụi lắm, nó là dạng thun giả rin. Màu đen mấy chị nha, màu vàng, màu này là màu màu xám đi, xám xanh nè. Xám xanh, màu xám đậm, xám đậm, xám đậm nha, xám xanh, xám đậm, xám lợt, xám đậm đi đó. Rồi cái này là màu màu xanh, màu xanh, màu xanh nha. Rồi ai lấy comment có năm bốn màu, năm màu. Rồi áo vàng cho chị Anh Trần, áo vàng 300. Đầm cho chị Ngọc Mai Lê, Ngọc Mai Vinh chứ, đầm vàng cho Ngọc Mai Vinh 24. Vàng đen cho Thanh Sơn Nguyễn, vàng đen cho Thanh Sơn Nguyễn 240. Thảo My lấy xám, Thảo My xám nè. Rồi đen cho Phạm Nguyên 24. Xám đậm, Thảo My lấy xám đậm thấy đây, Thảo My lấy xám đậm. Hai má, má đẹp thì má thấy một bên nè. Xanh cho Lê Linh, xanh cho Lê Linh. Vàng với đen, đen cho Ngọc Mai Vinh luôn. 75 kg mặt vừa chị Huỳnh Hương Danh ơi. Rồi chị Phạm Nguyên lấy xanh nè. Nguyên lấy xanh rồi không? Sang Anh lấy à, lấy đầm xanh. Sang Anh chị kèm số điện thoại đi chị, lấy đầm vàng cho A Phượng. À Bích Phương lấy đen. Bích Phương đen. Rồi đầm vàng cho anh Giang. Thảo Nguyễn lấy xám. Thảo Nguyễn lấy xám. Xanh chuối, trời xanh chuối đâu ra, xanh chuối đâu ra. Xanh biển, xanh của ba anh chứ. Rồi xám đậm cho Villa Giang nè, xám đậm cho Ngọc Hương Nguyễn nè, xám đậm cho Huỳnh Hương Danh nè. Rồi Sang Anh thì lấy màu gì vậy? Sang Anh, Sang Anh lấy màu xanh đậm, xám đậm với xanh. Rồi Sang Anh nè lấy xám đậm, xám đậm với màu xanh. Cái áo 300 bỏ 240. Áo 300 bỏ 240 là sao chị Thanh Sơn ơi? Trang Phan lấy ngựa màu da 300. À, Trang Phan là lấy bỏ áo riêng ra nha. Lấy áo ngựa 300. Rồi cái đầm rất là đẹp mấy chị. Đầm cực kỳ xinh. Giá cho mấy chị có 240 rồi, dễ thương lắm. 240 ngàn. Này mặc sắm lợt cho mấy chị coi nha. Mai có hàng đâu mấy chị, hàng này đặt Quảng Châu mới có. Đặt tháng trời, tháng rưỡi mới có hàng. Mấy chị không xài đụng hàng đâu. Rất là bụi luôn. Ai lấy comment nha, 240 ngàn à.
240. Rồi cái này bữa bán 29 nè. Shop ở đâu có số phone không? Trời ơi. Má mua hàng thì lên like được, hỏi xin số phone con chi má. Phone đầy trên like, em muốn lên lấy mấy cái, có mấy cái 7 8 số đó. Rồi mấy chị. 55 75 ký. Áo em sale 2,5. Babydoll sale 250. Kiểu này có áo không? Không má, cái đó đầm mà áo gì? Để mà bác chơi 300 thì có vàng nè, họ có lấy vàng không? Cái áo, áo vàng 300 đó. Nè, có áo vàng 300 nè, tên gì ạ? Thanh Sơn Điểm có vàng nè. 300 ngàn. Rồi đưa đưa cho Bảo Tiếu đây ghi 300 luôn. Rồi, mấy chị ơi. Chị Sáu sọc nha. Trời ơi, Phạm Nguyên. Rồi mấy chị, áo sọc không có bán luôn má. Rồi, chế nào lấy comment cho em cái Babydoll nha, rất là đẹp. 250. Em có sọc với em gói Chanel à. Em có Chanel nè. Đầm xám 240 Trần Mỹ Lệ. Xám 240 Trần Mỹ Lệ nè. Rồi cái này em có màu mẫu Chanel với lại Burberry. Chanel Burberry nha, rất là dễ thương luôn. Chị nào mà thích mặc với lại quần đùi quần jean gì cũng được ha. 250 thôi mấy chị, giá sale quá. Ai lấy comment cho em. 250 ngàn. Mấy chị đẹp lắm, 50 đến 70 kg áo đen em mới bỏ xuống giơ lên chị coi. Cái đó là đầm chị ơi, 50 đến 75 gì mấy chị mặc cũng vừa, giá 190 sale áo lính 190, áo lính 190 nha. Ừ, chất đã lắm, 190 ngàn mấy chị ơi. Ai lấy comment cho em 190, em có màu xanh với màu cam. Đẹp không? Xanh với cam 190 giùm em nha. 70kg đổ lại đi mấy chị, 50 đổ lên. Mấy chị mặc được. Đính hộp luôn. Hơi bị đẹp, 190 áo. Xanh trong hàng nhung 190. Áo này thì bao đẹp cho mấy chị nha. À, hàng nhung xanh 190 rồi, chốt rồi chị ơi. Xanh 190 em chốt cho Hoàng Nhung rồi nha. Ai lấy comment cho em 190 mấy chị. Áo trăm 90 ngàn. Rồi bộ nhung ngủ đi mấy chị. Bộ nhung ngủ đẹp lắm, nhung ngủ hàng xả đơn của má kia đó, má kia mới mua đồ ngủ không à, mà bơm bơm gì đó. 50 đến 70kg mà nhung ngủ. Chị nào mà ở vùng xứ Linh Lạnh á mua nha. Cam Thanh Sơn Nguyễn Lý cam nè, 190. Xứ Linh Lạnh á mấy chị mua giùm em, em sale cho mấy chị 250 bộ nhung rồi thôi. 250 bộ nhung Quảng Châu, lên đồ bộ cấp đi. Rồi ok, chị lên con cấp nhung con mèo nha, rất là đẹp. Chị nào xứ Lạnh không mua, giá cho mấy chị 250. 250 bộ nhung con mèo con cao cấp. Rồi để em lên cao cấp sale luôn nè. Bộ này em còn 23 C2, C3 mà. Bộ cao cấp em còn 23, em sale cho mấy chị 350 ngàn luôn. Chia sẻ like giùm em cái với chị, view này sao tự nhiên tụt quá ta. Rồi đổi đổi tài hủ tiếu vô. Sọc gấu còn lấy một cái. Sọc gấu à, sọc gấu là mẫu nào vậy?
Em còn xe 2, xe 3 nha mấy chị nha. 2 xe 3, Nguyễn Thông có L rồi chị, 350 thôi. Còn xe 2 và xe 3 350. Chế nào lấy 350 comment 350. 350.000 mấy chị ơi. Hơi bị đẹp nha. Bộ này giá sale luôn. Còn xe 2 với xe 3 thôi. Bộ cao cấp mấy chị. Chế cho mấy chị 350. Không xịt tông đó mấy chế. Đầm thun 150 còn không? Đầm thun 150 hết hàng rồi chị ơi. Hàng đó qua em sale hết rồi. Rồi chị nào lấy cao cấp cùng anh chị vừa không? Không, cái đi Nguyễn Trần Nguyễn bộ này không vừa. Cái này em còn 2 với 3. Xe 2 cho Hoàng Minh. 350.000. Bộ này đi mấy chị, 3XL đẹp không? Em xả mấy chị 300 măng. Trần Yến lấy gì mà cho số điện thoại dạ? Bộ này em còn sai à. 3XL em xả 370. Bộ này đẹp lắm. Bộ này 350 luôn đi, 350 luôn. Bộ lửng siêu đẹp. Hàng này là bao giá? 3XL, xe 350 thôi. Chia sẻ like, bấm theo dõi trang giùm em đi mấy chị ơi. Bữa nay sao tụt view quá, tụt view rồi. Rồi xe 3, 350 cho chị Hoa Nguyễn, Nguyễn Hoa. 350 thôi nha, bộ này quá đẹp luôn á. Hoa Nguyễn Hoa khách quen à. Xét 3 món đi mấy chị ơi, 3 món em xả 300.000. Size này là size L. Size L 3 món em xả 300. L 3 món sale 300.000. Rất là đẹp luôn. Chị nào lấy comment size L 3 món nha. L 3 món em xả 300 thôi. Bộ này bộ bán 450. Hàng này chưa có sale luôn. Giá sale bao rẻ cho mấy chị luôn á. Rồi cái set 3 món này luôn. Em size 2X 65kg với lại. Em xả 300 luôn. 300 3 món trước cho Liên Phùng. Cái size này là 2X 300.000 luôn, ai lấy comment. Bé Lê lấy cái này đi chị, đẹp lắm. Giá là quá rẻ luôn á. Ok chị Hoàng Minh, rồi 2X cho bé Lê nè. 300. Rồi cái bộ này size L luôn, màu xanh. 300.000 mấy chị. Tính ra rẻ bèo luôn á mấy chị. Rồi chế nào lấy comment nha. Anh L màu xanh 300. Bộ này là sale giá bao rẻ luôn á. L xanh sale 300 luôn. Lên hàng đủ size nè, chờ em xíu nha. Nhi Quang lấy gì số điện thoại đi chị ơi. Rồi Kiki Mart nè mấy chị, còn 3 bộ 4 bộ gì thôi à, đẹp lắm. Kiki Mart em xả cho mấy chị là 330.000. Kiki Mart, Kiki Mart 440.000, giờ xả 33. Di Quang 2X không có đâu chị ơi. Rồi Hưng, Hưng Dung là lấy gì vậy chị? Rồi Kiki Mart từ 55 cho đến 75kg mấy chị mặc vừa. Kiki Mart em xả 330 mã số 1. 33 mã 1. 33 mã số 1 nha. Rồi mấy chị ơi. 330 mã số 2, cái set này đẹp lắm. Hàng kia mát là 440.000 mấy chị, giờ xả 33 thôi. Bộ nào quá trời dễ thương luôn á. Lấy xanh L cho Thủy Trần 300. Rồi đang mặc đi mấy chị. Mã 1 đang mặc và mã 2 đang cầm. Kiki Mart nha. Rồi Ly Chốt lấy đang mặc nè. 330. Hàng Kiki Mart bao rẻ luôn á mấy chị. Rồi
Thôi tưởng quần dài xả ra sang thanh lấy. Ok chị ơi. Rồi mã số 2. Mã 2 330. Mã 2 đi mấy chị. À, mã 2 cho Kiều Thị Đoàn Thị 330. Rồi mã số 3. Mã số 3 330. Mã số 3. Số 3 quá đẹp. Hàng cái mát nè, mã 3 đẹp không mấy chị? 330.000 mã 3. Thôi bị dễ thương nha. Còn có mỗi bộ hứa bộ sale cho mấy chị luôn. Mã số 3 330. Thanh Thanh đến mã 3. Rồi mã số 4. Mã 4. Mã 4 330 luôn. Cực kỳ xinh. Mã 4 mấy chị ơi. 4. 330 mã 4. Mấy cái đơn hàng mà của tỉnh đó nó nhắn vô group đó, đứa nào lấy cha nha. Nhắn qua xong gọi cho khách liền nha. 4 cho Lan Anh Võ. 330. Rồi. Mã số 5. 55 70 kg 330 luôn. Cái bộ này 400 mấy đó mấy chị. 55 70 kg 330. Rất là đẹp luôn. Bộ em đang mặc nha. Mã số 5. 330. Áo Kiki Mart 240. Mã 5 anh chốt cho chị Hoàng Dung, Hoàng Nhung. Áo Kiki Mart 240. 240.000. Từ 50 75 gì mấy chị mặc vừa. 24 áo. 240 áo. Chị nào lấy áo 24 comment. 240 mấy chị. Tư cho chốt cho Bích Vân chọn áo 24. Áo 50 đến 70 sale 190. Trời ơi, cái chất đẹp mấy chị. Em có đỏ với hồng. Hơi bị bụi luôn. Đỏ với hồng 190. Đính hột rồi hết cho mình á. Chất quá đẹp. Đỏ với hồng 190.000. Áo đỏ hồng 190. Ai lấy comment. Rất là đẹp luôn. Sơn Tiền Nguyễn Hồng 190. Đỏ cho Nguyễn Tiền 190. Hồng cho Mỹ Huệ 190. Võ Hương đỏ 190. Thanh Sơn Nguyễn đỏ 190. Sơn Tiền Nguyễn đỏ 190 luôn. Jenny Nguyễn hồng. Áo khoác chưa like được mấy chị ơi. Chị Lệ Hằng hồng 190 luôn. Lệ Hằng hồng 190 rồi hết. Đỏ là đang mặc cho qua 10 giờ. Rồi là hết 190.000. Má thì chất đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi xanh cho em nè, trời ơi 190, 50, 70kg mấy chị mặc được hết. Xuất sắc luôn. Con chim hơi bị đẹp. Em có màu đen. Màu đen với lại màu trắng, trắng xanh ăn mặc á. Đen nè. Đen mấy chị. Đen như khác. À đen. Đen
và trắng đang mặc đi. Tự giống nhau mẫu nhau rồi đó. Ai thích đen thì đen, thích trắng thì trắng. Rồi xanh Bích Vân Trần nè, 109. À, đen cái giúp Võ Hương nè, 190. Đẹp lắm. Áo này hơi bị đẹp nha. Rồi hoa xì, hoa phim đang mặc 109. Hương Nguyễn lấy đen 109. Một 90. Hoàng Nhung lấy xanh. Hoàng Nhung lấy rồi nha. Thanh Sơn Nguyễn lấy đen. Đen cho Lan Hương. Đen cho Ngọc Trần. Hoàng Nhung em lấy xanh rồi. Rồi chị Thảo hết rồi, Nguyễn Thảo hết. Còn xanh thôi mấy chị. Con chim đính hột đẹp lắm. Còn xanh. Xuân Tiền Nguyễn lấy xanh, đen hết. Đen đi mấy chị, đen đẹp. 190.000 đen. Thôi bị dễ thương. Cái này đen, đen và trắng. Áo này là giá sale nha mấy chị nha. Đen và trắng, hơi bị dễ thương. Cái này 50 đến 65 67 thôi. 50 đến 65 67 thôi. 70 kg mặc hơi ôm. Chế nào lấy comment chất đẹp giả mang. Lan Hương đen 109. Phan Thị Thắm đen 109. Hồng Trần đen 109. Rồi, Phan Thị Thắm lấy rồi nha. Rồi, chế nào lấy comment cho em. 190.000 mấy chị. Sơn Tiền Nguyễn trắng 190. Candy Nguyễn Trần lấy đen 190. 55 màu trắng, Nguyễn Hương 55 đang mặc màu trắng 190. Hoa Kim trắng, Lan Anh Võ trắng. Đen cho Hồng Trần. Rồi hết đen luôn. Hết đen rồi, còn trắng cái nữa là hết mấy chị ơi. Trắng cái là hết. Dạ hết đen rồi. Rồi mấy chị ơi, 45, 109 luôn nè. 45 đến 62, 63 kg mặt. Rồi dễ thương, trắng cho chị Tiền Thanh Nguyễn. Quá dễ thương đính hột hết á. Chất đẹp lắm. 190, 45 đến 62 kg mặt. Một màu trắng à. Chị này nhỏ nhỏ con mặc áo này đẹp. Nhỏ nhỏ con mặc áo này đẹp nha. Rồi áo em mặc cho anh Bùi. 190.000. Nhỏ con mặc áo này hơi bị đẹp. Hương Như trắng 190. Bao dễ thương. Chữ nó đính hột luôn mấy chị ơi. Này đính hột hết nha. Liên Phùng 190. Bao dễ thương. Một 90. Cái áo lính này đẹp cũng chết không ai lấy trời. Lính em thấy dễ thương ơi, dễ thương. Áo lính 50 đến 70 cam. Hồng Trần nè, 109. Màu xanh dạ quang nè, với lại màu cam dạ quang. Mẫu mới đó mấy chị. Đẹp ơi đẹp. 109 hai màu. Áo lính nha. Màu cam với màu xanh. 190. Cam và xanh. Áo lính 109. Lính nó đính hộp luôn cho mình luôn. Lính xanh cho Võ Hương 190.000. Trắng mẫu trước. Hương Như lấy trắng mẫu trước. À từ từ, không phải. Mẫu trước hình như hết rồi. Nguyễn Tiền lấy cam 190. Lính xanh cho Hồng Trần
Áo này bao đẹp. 190 mấy chị. Xanh cho liên phùng. 190. Cam cho Ngọc Bảo. Lính xanh cho Ngon Kim. 190 ngàn. Rồi mấy chị ơi, áo này 50 nó 70. 190, màu xanh đẹp ơi đẹp. Cam cho Hương Như. Đẹp ơi đẹp. 50 đến 70 kg. Giá nào lấy comment áo đang mặc quá trời đẹp. 190. Lính cam cho Sơn Tiền Nguyễn rồi hết. Rồi đang mặc đi mấy chị. Ai lấy comment cho em. 190 đang mặc, quá dễ thương. Xuân Trương đang mặc. Hằng Nguyễn đang mặc. Hằng Hoàng chứ. Hằng Hoàng nha. 190. Rồi Oanh Bùi, Hoàng Nhung, Chu Minh Thư là hết. Dạ hết rồi. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Từ 50 đến 70 kg có size. Cái nào lấy comment kèm số ký dùm cái. Mấy chị yêu. 190, trời ơi nó dễ thương không? Quá đẹp luôn á. 190.000 áo. Người yêu nào lấy comment cho em liền nha. Áo này luôn. Bao đẹp. Cái chất nó mát rượi mấy chị ơi. Chất mát rượi nha. Không đẹp không lấy tiền. Võ Hương size to. 190.000. Vừa đính hộp luôn mà dễ thương. Áo này luôn. Người yêu lấy đang mặc comment. 190 mấy chị. Phơm nó nè mấy chị. Đính hột luôn. Cực kỳ đẹp. Chất. Thôi bị xinh. 190 áo. Rồi cái bông bóng này đi mấy chị. Em còn xanh với hồng. Trái cây chứ. Trái cây xanh hồng. 50-70 kg gì mặc được hết. Màu xanh màu hồng 190. Hello chị Bạch Tuyết người yêu dấu. Rồi cáo trái cây dễ thương không. Kem trái cây nè. Hơi bị đẹp nha. Cho mấy chị coi chất nè. Rồi 190. Còn hồng. Hồng với xanh. Ba áo là hết. Xanh cho Võ Hương. Hơi bị dễ thương luôn á. 190 ngàn. Áo này giá 24 hết đó mấy chị. Bài toán đợt sale. Rồi xanh cho Hoàng Nhung. Hồng cho Bạch Tiết Kiều Thị. Rồi hết. Rồi xin đề giùm em. Cô bà bảo vệ được đưa hàng lên bên kia đi. Năm mươi đến bảy mươi Fendi 190. Rất là đẹp luôn. Fendi mấy chị ơi bao sang. Dạ hồng hết rồi. Hồng hết rồi. Fendi đi mấy chị. Fendi 190 hồng hết. Chế nào lấy Fendi còn bên Fendi. Áo Fendi vàng nha. Chữ bao dễ thương. Thanh Sơn Nguyễn lấy đang mặc ha. Thì Phan Fendi 190. Liên Phùng 190. Rồi Sơn Tiền Nguyễn ok chị ơi. Anh Trang Ái Dâu Trần là hết. Để hồng mặc con đi chị. Trời ơi cáo này dễ thương không. 190. Này dễ thương mấy chị nè. 50 đến 70 mặc vừa. Trời ơi
cưng không? Chữ nho nho nhỏ mày dễ thương, cái màu nó đẹp mấy chị, cái màu xuất sắc, chất đẹp. Rồi ai lấy xanh comment xanh cho em nha. 50-70kg 109. Ai lấy xanh comment xanh 190.000 đang mặc xanh xanh. Xanh mấy chị yêu ơi, 190 xanh hơi bị dễ thương. À xanh em chốt cho thì Phan, em chốt cho Sơn Tiền Nguyễn, dễ thương hoài. Vô Hoàng Nhung, Vô Hoàng Nhung dễ thương rồi. Rồi ai lấy comment nha. À, chị Liên Phùng luôn, 190. Áo nha mấy chị yêu, dễ thương hoài. Dễ phương hoài làm chị hết tiền hả? Linh Võ lấy xanh đầm đi mấy chị, đầm này đẹp, đầm lụa nha, đầm lụa lụa xe với chị 200.000, 72kg, mặc vừa không, 70kg đâu lại thôi, 72 mặc ôm, nó co giãn lắm mấy chị, áo thun co giãn mà sợ mấy chị mặc ôm thôi, đầm em sale 200, từ 55-70kg, sale 200.000, ai lấy comment 200 giùm em, 55-65 thôi, đầm này 65 thôi mấy chị ơi, 70 không có rồi. 55-65 đầm lụa, đầu dễ thương không? Mai bán lụa giá 200 đó mấy chị, cái này là giá sale 200.000 lụa, 200.000 lụa. Hảo Nguyễn đầm lụa 200, hàng sale nha mấy chị nha, bao giá cho mấy chị luôn. Dễ thương ơi, dễ thương 200. Xanh 70kg vừa không? Dạ vừa chị ơi. Áo xanh 70kg mặc vừa. Giá cho mấy chị 200 nha. Áo xanh thì giá 109 nè. Rồi mấy chị, áo vàng dễ thương, 50-70kg, này chắc 75 mặc vừa luôn quá. Áo gấu 70-72 gì mặc cũng được. Rất là đẹp, 109. Gấu em có màu xanh với màu vàng, xanh và vàng, gấu 190. Xanh với vàng 190 mấy chị ơi. Gấu 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 giùm em nha. 109 áo vàng cho Hồng Trần, xanh cho Đỗ Diệu Đỗ Thị, tím cho mấy xanh nha, sorry tím Diệu Đỗ Thị cho số điện thoại chị ơi. Ngọc Trâm em lấy vàng, Ngọc Trâm lấy vàng. Rồi ai lấy áo comment giùm em vàng với tím mấy chị ơi, vàng với tím 190.000. Vàng và tím 190. Đỗ Thị nè, Diệu Đỗ Thị lấy màu gì à? Màu xanh. 190 tím cho Tiền Thanh Nguyễn. Tím. Rồi lính, lính đỏ 190 còn hai cái. Bộ giờ em lên bộ luôn á chị ơi. Lính đỏ, ai lấy lính đỏ comment lính đỏ. Lính đỏ 75kg mặc vừa luôn. Lính đỏ còn 2 cái 190. Lính đỏ còn 2 cái 190 mấy chị. Ai lấy comment cho em lính đỏ 2 cái 190. Lính đỏ cho Sơn Tiền Nguyễn, lính đỏ cho Võ Hương hết hàng. Áo cao cấp đi mấy chị, 280. Bao đẹp luôn. Áo thun phối riêng. Năm mươi
5 đến 70 kg mặc vừa. 208. 55 70 kg thôi nha. Em có hai màu, màu cam với màu xanh. Áo cao cấp. 208. 55 70. Chế nào lấy comment cho em giá, cho mấy chị là 28. Áo đẹp không? Hơi bị xịn xò mặc bụi bụi mấy gì nha. 208 áo. Ai lấy áo comment áo giùm em. Em còn đầm không chị lựa luôn em à. Đầm còn tối đi chị. Cam cho anh Thư Trương. 280. Cái áo này nha. Thôi bị dễ thương mấy chị ơi. Hồng Tâm Anh lấy xanh. 208. Rồi cam với xanh 280 mấy chị. Trời dễ thương quá. À, Bích Vân Trần lấy xanh. 208 một áo. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Mặc bao dễ thương. 208 một áo. Chứ nào lấy áo comment áo 280. Màu cam đẹp quá trời đẹp. Màu cam đẹp xuất sắc. Bùi Hạnh lấy xanh 280. Huỳnh Hoàng Phong. Huỳnh Hoàng Phong lấy ra lấy xanh 280. Em ơi, nghe máy giùm chị một ở đây cái em ơi. Nghe nhanh 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 nhanh. Nói vấn đề gì không biết, còn vấn đề hàng hóa thì mình thì ok. Bộ đấy mấy chị, bộ bi. Bộ bi lượng em xe cho 34 thôi. Xe 1. Hàng cao cấp nha. Bi lượng em xả 34 luôn. Còn có mấy bộ à, xả rẻ cho mấy chị mặc luôn. Xe 1 nè. Em có xe 2 nè. Xe 5 nè. Xe 3 nè. 1, 2, 3, 4, 5 đủ size. Còn ri á. 1, 2, 3, 4, 5. Bộ quá đẹp luôn mấy chị ơi. Em xả 34 thôi. Bi xe 1 cho chị Liên Phùng 340, bao rẻ. Còn 2, 3, 4, 5 nha. Mấy cái hàng này là giá mà quá rẻ luôn á mấy chị yêu ơi. Giá xe bánh bèo à, lẫn size A1 với size 2. Xe lẫn xe 1 2 bộ hết rồi. Bích Văn Trần xe máy gì chị? Còn xe 2, xe 3, xe 4, xe 5. 340 à. Xe 1 hết rồi. Còn 2, 3, 4, 5 á. Bi xe 3. Em chốt cho Bích Văn Trần bi xe 3. Bích Văn Trần bi xe 3. Long Đoàn lấy lẫn xe 4. Rồi. Xe 2 em chốt cho Hồng Như 340. Giá nhiều rồi. 34. À. Xe 3 hết rồi, giờ còn 5 nha. Còn 5 mấy chị, ai 5 thì lấy. Bộ 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 này thôi, để này chắc mấy bữa bán quá. Cái này hàng cao lắm mấy chị, bốn mấy bộ rồi. Nhung cao cấp. Từ 50 đến 67, 70 kg thì mặc được luôn á. 55 đi mấy chị, 55 đến 70 kg. Bộ nhung này em xả mấy chị 3,5 thôi, để mấy chị đi du lịch cho xứ lạnh đó nha. Hàng cao cấp. 350 nhung. Xích nhung cao cấp giùm em. Này phối gì thể thao rồi ok. Mấy chị mà đi xứ lạnh rồi du lịch chưa đó, Đắk Nông, Đắk Lắk gì đó. À, Đà Lạt, Đà Ơ gì đó. Mua bộ này mặc sướng ơi sướng. Hơi bị đẹp, 350 giá sale 400 mấy là 500 của em. Em xả cho mấy chị có 3,5 thôi. Quỷ yêu nó giữ hàng 2 năm trời. Thèm nói năng gì luôn. Giờ em ra tụt cái quần luôn. Nhung. Thế nào lấy nhung, comment nhung nha. 3,5 nhung.
Bộ này size 2. Nhiều ký, 55 70 ký mặc được chị ơi, bé yêu lên. Bộ này size 2 65 ký xả 400. Béo Lê lấy 3,5. Rồi bộ này là size 2 XL green. Em xả mày gì 400.000. Ai lấy 400 comment 400. Bi 48 ký không vừa chị ơi. Chị Đỗ Thị ơi, ít có size L lắm. Rồi đang mặc green đi mấy chị. 65 ký lại green. Cái gì? Béo Lê hả? Bộ ren 2X nhung Trần Thị Tiết, ren 2X 400. Set 3 món 300 size L màu hồng. L là 45 56, set 3 món. Em xả cho mấy chị 300.000 thôi. 300.000. Người yêu nào lấy 300 comment 300. Hơi bị đẹp. Có ly bà ba không ạ? Dạ không. Tôi cho em còn mấy mẫu à, để em lên từ từ mấy chị. Rồi bộ này luôn mấy chị ơi. Còn bộ size 2X. Em xả 230. Bộ này em xả 23 thôi. Bao rẻ luôn. 2XL 230 300 cho chị không tên. Bộ riêng giá 580. Sao bán rẻ vậy gì? Không, bộ đó 448 47 gì á. Xem luôn má ơi. 230 cho bé yêu lê luôn. Còn bộ này bộ xả mẹ nó cho rồi đi. Nè tôi cho em là còn mẫu này đẹp nè. Tôi cho em nè. 3x 75kg lại 520. Hơi bị đẹp. 75kg lại. Bộ tôi cho em này quá đẹp luôn á, 520. Thôi bị dễ thương. 520.000 nha. Từ 68 75 cái gì mặc được. 520 su chen. Ai lấy su chen comment su chen 520.000. Thôi bị đẹp má ơi. Su chen thêm đi hả? 520 cho Bích Vân Trần nè. Còn có hai bộ đó. Bao dễ thương. Đúng hai bộ hết su chen này luôn á. Ai vào tiếp và đưa tôi mẫu đó tiếp. Ừ đúng rồi. Nè mấy chị, bộ này đẹp lắm nè. 580. Mặc bụi ơi là bụi. Từ 55 đến 80 kg em có size. Đùi Âu đi. Muốn Âu có Âu. 55 đủ lên nha. 80kg lại 580. Hết hàng đó mấy chị. Còn có mẫu này duy nhất thôi á. Riêng mấy cái hàng Âu này không có hàng đâu. Quá trời rẻ luôn á. Mặt nó bụi lắm. Dung xì ta ok 580. Đây là hàng Âu nha mấy chị nha. Comment bộ Nguyễn Thảo 580. Không có nói bụi là bụi mấy chị. Mặt là ta biết mấy chị mặc hàng hiệu liền. Mặt nó bụi mà nó hay hay. Nhìn nó hay hay mấy chị nha. Nhìn nó hay hay nó tay tay. Không có lửng hả? Lửng hết rồi chứ không có. Có bán quá trời á. Hết hàng. Lửng không còn bộ nào luôn. Rồi mấy chị, tại hàng này nó hiếm lắm mấy chị. Lâu lâu mới có hàng thôi chứ không không ai. Ít khi ai có lắm. Hàng này em đặt. Có. Rồi 580. Bao đẹp luôn á. Chốt hàng nha chị. Nhé, ok chị Nguyễn Trinh. Rồi bộ Âu 580. Cái này kêu là lửng nha. Cái này kêu là ngố. Bộ này là bộ ngố chứ không phải là bộ. Có bộ tay lửng không? Tay lửng hả chị? Tay lửng không biết.
rồi mấy bộ đùi này em trả cho chị nè. L L với 2X L 12 em xả 300 ngàn thôi. Còn mấy bộ mấy chị ủng hộ luôn nha. Xỉ còn chưa được 300 á mấy chị. Xả luôn cho mấy chị còn mấy bộ. Theo hết. Rồi bộ đùi nha, 300. Em có cho mấy chị size L, size 2, 2X là 65 đủ loại. Size 3 là 70kg. Còn 3X luôn. L với 3X, L23. L23 mấy chị yêu ơi, em xả cho mấy chị với giá là 300 ngàn thôi. 300 ngàn mấy chị. Rồi, Nguyễn Tiền nè, size 2 nè. 300 bộ đùi. Trước bán 42 á, bán riết rồi còn có 300. Duy Hồng L nè. Xe 3 cho Hoàng Nhung. Ngọc Trần 3. 300 nha. Lan Anh 3 có luôn. Ủa cái L này của ai quên rồi. Còn hết nha mấy chị. Chào xíu đi đồ em lên cho mấy chị luôn nè. Cả duy nhất hôm nay cho mấy chế thôi. Rồi đồ em còn 1 nha. Mẫu này em xả 300 luôn nè. Xe 1. Đùi đùi. Đùi nha mấy chị đẹp lắm. Em còn xe 1, xe 4. Xe A, xe 1, xe 4. 300 ngàn luôn. Màu đỏ xe 4 luôn. Mẫu kia em hết rồi. Người yêu nó lấy cảm ơn cho em. Xe 1 với xe 4. Màu đen. Màu đỏ còn xe 4. Đùi 300. Mẫu này chất mặt hơi bị đẹp. Xe 1 cho Giang Nguyễn nè. 300. Kỳ Trần Nguyễn 1. 300. Bích Vân Trần đen 4. Đỏ xe 4. Đồ riêng hả? Đồ riêng. Đồ riêng như có chị ơi. Đỏ xe 4. Đùi đen không có. Dạ đỏ mấy chị ơi. Dĩ Hồng lấy L trước rồi, lấy chị rồi. Đỏ xe 4 nha. Hết đen. Mấy bộ thôi. Đùi xe 4 cho Kim Cúc nè. 300. Rồi mẫu này luôn đi mấy chị. Hay là xả lỗ luôn á nha. Giá sỉ em vô 340 không có dốc với chị. Một câu luôn á. Đi mấy cái đùi này nè. Giờ em xả mấy chị 300 ngàn luôn. Ủng hộ giùm em nhé. Chia sẻ like giùm em mấy chị. Này là lỗ 40 ngàn đó mấy chị. Bộ mẫu này em nói xạo là em tặng thêm mấy chị bộ nữa luôn. Thiệt luôn á. Rồi mấy chị 340 của em xả luôn mấy chị 300. Còn mấy size thôi. Đã nó qua mẫu rồi. Xả cho nó hết mấy chị. Size 1, size 2 nè. Size 3 luôn nè. Size 4 nè. 1, 2, 3, 4 nha. Em xả 300 luôn. Bộ đùi mấy chị ơi. Hàng nhiều quá like không kịp á. Cái nó qua mẫu. Muốn xỉu luôn á. Rồi trái nào lấy comment cho em. Cái chất nó đẹp lắm mấy chị. Khỏi phía bàn luôn á. Rồi xe 3 cho Ngọc Trần nè. Xe 3 cho Ngọc Trần. Bộ 580kg à. Lê Yến bộ 580kg. Rồi Ngọc Trần nè, chị Nguyễn Tiền xe 2 nè. Nguyễn Tiền xe 2.
à, Nguyễn Thanh Tiền xe 1 300. Đôi xe 1 với xe 3 đang mặc tham khảo nè. Xe 1 với xe 3 cho tham khảo nè. 300 thôi. Rồi chị mua vào từ. Rồi ngố 580 ngố Bích Vân Trần nãy 70kg chốt không ta? Bích Vân Trần lấy đi. 580. Có rồi hả? Có rồi, bỏ ra. Rồi đùi nha, đùi em còn 234 á. 234, ai lấy comment 300.000 đùi thôi. Bộ đùi em sale có 300. Chất thì khỏi bàn rồi mấy chị. Đùi 70kg cho Giang Bùi Thị. Ok chị ơi, 300. Rồi bộ này luôn mấy chị, em sale 270. Còn xe 1 với xe 3. Bộ dài Quảng Châu. Bi. Xe 1 và xe 3. 270 thôi. Ai lấy comment 1 với 3 27 chuẩn hứa quá trời. Rồi mặt đỏ. 1 với 3 mấy chị ơi. 270. Ai lấy comment bộ đang mặc nha. Phúc An hả? Phúc An. Rồi em còn size 3 nữa là hết. Mấy chị ơi bán giá quá rẻ rồi. Mấy chị ơi chia sẻ like giúp em cái nha. Báo ít cho ba rồi nè, 270. Bộ lửng này xả 150.000. 50-65 lửng 150. Ai lấy lửng comment bộ lửng Mickey dễ thương 150.000 nha mấy chị nha. Lửng Mickey 150. Bộ trước chị trước mà trời không có xem cái bộ này 65kg lại 250 thôi, thể thao nhanh tay có hàng nha, chia sẻ like dùm em đi mấy chị, xả hết luôn. Rồi bộ thể thao 65-67kg đó, loại mặt vừa dùm em ha, 250.000. Hàng này không bao đổi trả nha, tại vì sale quá rẻ rồi mấy chị, chắc ăn lấy hàng dùm em, size 3 nhưng form hơi nhỏ đó, mấy chị nghe size dùm em nha, 250. Giá là bánh bèo không mấy chị. 250 cẩm tú Lê Thị. Rồi mấy chị ơi, 45-56 size L 250 luôn. 45-56 size L sale 250.000. Giá nào lấy L comment, chị nào size nhỏ hay lấy nha. 270 không chị Ngân Hân ơi. 250 size L, ai lấy comment. 3XL 68kg đó loại mặt vừa, giá sale 250.000 luôn. Sang trên L 65 đi, 65 đổ lại đi mấy chị ơi. Bộ này 65 đổ lại mặt dùm em. 65 đổ lại mặt, em sale 250 luôn. 250 cho Trần Nguyên. 63kg ok, bộ này mặc vừa. Bộ 150 tôi để rồi. Bộ 150 nè, 150 em chốt cho chị Lan Anh Võ 150. Bộ này là 58kg lại 50-58, 250. 50-58. Nè chị Kaylin Nguyễn Trần ơi, lấy bộ này đi chị. Bộ này chế vừa nè. 250 này chế. Kaylin Nguyễn Trần 250 đang mặc nha. Lấy thì ok dùm em. 50-58. Rồi Lan Anh giỏi em chốt rồi. 250 Kaylin Nguyễn Trần nè. Bộ này cho mình luôn. 270 size 65 đủ loại mặc. 27-65 đủ loại. Ai lấy comment chị Giang ơi, nãy chị không nhắc em lấy cho. 27
65kg là 270. Thu Trang Nguyễn không vừa. Sọc cho bé yêu Lê. Thu Trang Nguyễn là mặc xe 4 đúng không? Xe 2 là chị không có vừa nha. Còn xe 1 luôn nè. Xe 1 luôn nè. 60kg. 60kg. 45 đến 60kg. 45, 60, 270. 56kg, 27, Nguyễn Thị Thắm có 270 chị mặc mà. Ủa chị Trang Thu Nguyễn. Xe 1 cho Kỳ Trần Nguyễn 270. Hết hàng. Rồi mấy chị ơi, L L 50 đến 57 kg nhưng form nó hơi bự nha. 50 đến 57. 57 kg. 250. Chị Giang lấy này đi chị Giang. 250 đi chị Giang, bộ này đẹp chị Giang ơi. Giang Nguyễn lấy bộ này nha, 250 đẹp nè, chế vừa đó. Form hơi bự, L mà form bự. Lấy nha chị Giang. Rồi bộ này luôn mấy chị ơi, hơi bị đẹp. Rồi Giang lấy 250. Size 5 là mẹ chị, size 2 là của chị, size 5 là mẹ chị. Ủa vậy chứ sao bữa chị nói giao lộn chị, giao lộn chị size 2. Chị này là ai ta? Bộ này là mấy chị ơi, size 1 50 58. Em xả mấy chị 280. 300 mấy một bộ đó mấy chị, xả 28 thôi. Bộ này xỉ chị được 28. Em còn size 3 luôn. Size 3 luôn. Size 1 với size 3 280. Chị vừa không? Dạ vừa. Em Lê Nguyễn lấy 1 nha. Rồi còn size 3. Còn size 3 nữa. Ai lấy 3 comment 3. 280. Hết 1 rồi mấy chị ơi. Hết 1. Còn 3X. Bộ đó đẹp mấy chị. Ngân Hân lấy 3X. 380. Ủa 280. Rồi bộ này em có 1. 1, em còn 1. Em sale 350. Bộ tông xịt tông hàng cao cấp. 350 ngàn. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Em còn 1 nè. Kéo. Chuyên gia dịch kéo. Xe 1 nha. Xe 5 nha. Xe 4. 3. 1, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 350 một bộ. Xe 1 cho chị Phan Thảo. 350. Đỗ Thị không có vừa đó chị. L chị mới vừa. Bích Ngọc lấy 1. Nó đi giấy rồi. Bích Ngọc 1 nè. 350. Lê Tiết xây 2. 350. Hoàng Minh 34. Ba trăm rưỡi. Chị Thanh Thanh xe 4. 350 ngàn. Phan Thảo xe 3. 350. Đỗ Thị không có vừa. Xe 2 hết, xe 1 hết, xe 3 cho Bích Vân Trần hả? Hết rồi, giờ còn 4 năm. Hoàng Minh lấy rồi. Xe 3 em hết rồi, giờ em còn 4 năm. Ai lấy 4 năm comment 4 năm. Bộ này thì còn xe 5 nè mấy chị. Đẹp lắm. 350 xây 5. Bao sang. Mà đẹp nữa. Xây 4 mít 350 cho Giang Bùi Thị. Rồi cái này là còn xây 5 đẹp lắm. 350. 5 mít mấy chị nhớ bữa mấy bộ này em bán 4 mấy luôn.
giờ mát 350 rồi, hơi bị rẻ rồi mấy chị ơi. Bộ đang mặc size 5X nha, 350, 5XL 350 ngàn. Chị nào 5X thì hốt liền bộ em đang mặc. Nguyễn Thảo 5X 350. Hơi bị dễ thương mấy chị. Áo đẹp. Ba rưỡi ngàn. Bộ tay lỡ còn size 3, size 4. Tay lỡ em còn 3 và 4. Em sale cho mấy chị với giá 360 thôi. Tụt quần luôn mấy chị, tay lỡ mà 36 là tụt quần luôn. Rồi size 3, size 4, 360 tay lỡ. Ai lấy tay lỡ comment tay lỡ giùm em, quá trời đẹp luôn. Lỡ 3, chốt cho Bích Vân Trần 360. Tâm thì tâm. Còn xe 4 mấy chị ơi, còn 4 nha. 360 cũng còn 4. Xe lỡ không có sai chị cái đó hết. Rồi cái này luôn em còn xe 2. Xe 2, xe 3, 350 thôi. Quá rẻ luôn mấy chị ơi, 2 và 3. Giá sale nha. Lỡ tay 4 như Thảo La 360. Đang mặc giùm em, hơi bị đẹp. Chế nào lấy comment cho em 350 ngàn. 350 em còn xe 2, xe 3. Xe 2, xe 3 là hết hàng. Dạ lỡ hết rồi. 23 đi mấy chị ơi. 350 cho Trang Lê. Có xe 2. Bộ này quá đẹp luôn á. Bích Vân Trần xe 3. Rất đẹp quá là đẹp, Bích Vân Trần xe 3. Hiền Nguyễn xe 3. Huỳnh Hoàng Thông xe 3. Hết hàng. 350 ngàn. Mẫu này còn 34, 350 luôn mấy chị, đẹp lắm. Còn đùi không hả? Dạ còn, chờ xíu lên luôn. Rất là đẹp luôn. Bộ này em còn 3 với 4, thể thao 350. Trời ơi, cái chất đẹp dễ mang mấy chị ơi. Tình sò luôn á. Cái này em còn size 3, size 4, size 3, size 4. Thể thao cao cấp 350. Đỏ size 3 cho Phan Thảo 350 rồi, còn size 4 là hết. Hết 3 mấy chị. Hàng này là 400 mấy, 48 không mấy chị. Cái chất thì mấy chị nhận hàng đó, chị cảm nhận rồi, hơi bị đẹp. Rồi chị Thảo La xe 4, 350. Bộ này đẹp lắm, nặng kịch luôn, đi tỉnh chắc xỉu luôn. Bộ chất quá trời đẹp. Dạ hết, hết, hết 3, còn 4 thôi. Hết 1 luôn rồi. Rồi bộ này luôn mấy chị, 65 kg. Điện thoại chốt đơn phải không shop tại đổi địa chỉ Lê Yến. Dạ ngày mai chốt chị ơi. Rồi 55 đến 65 bộ thể thao này em trả cho mấy chị với giá là 50 đến 65. 350-70 Châu Diễm nè. Từ 50 đến 65 em có size 63 kg đi mấy chị, 55. Để em coi size nhiêu ký. Bộ này em xả 300. 39 của em. 55 đến 65. Chế nào lấy bộ đang mặc comment 300 ngàn. Bộ này thể thao nha, có size 2, size 2 chờ xíu em lên chị ơi. Bộ này em xả cho mấy chị 300 ngàn. Ai lấy comment 300 giùm em, hơi bị dễ thương. Bộ này dễ thương lắm mấy chị ơi, 300 ạ. Bao dễ thương, 300 tiền. Chị nào thích dạng mặc thể thao thì mặc mấy dạng này dễ thương nha. Còn ai bộ à, em xả 300k.
Canh Lê Nguyễn Trần nè 300. Cẩm Tú Lê Thị nè. Hôm nay mua khi nào chốt? Mai chốt chơi. Ngày mai. Ngày mai nghe máy giùm em hết nha. Tại vì em like thường 2 ngày sẽ chốt một lần luôn. Còn mà khách mới mua nhiều thì nhân viên em chốt liền. Bộ này luôn mấy chị 1, 2, 3, 4, 5, 350 ngàn. Đẹp lắm. Còn chị muốn chốt liền thì em cho nhân viên chốt liền. Rồi mấy chị ơi, bộ đang mặc 1, 2, 3, 4, 5. Bộ chữ Thái 350 đẹp lắm. Trời ơi, bộ chữ Thái rất là đẹp. Sale 350 ngàn. Ai lấy comment cho em. Minh Anh một bộ 350. Còn không nè. Lily một bộ 350. Villa Giang chị có 3 bộ đồng quá chưa? Rồi chụp hình của anh em gửi hàng vô thì chị. Bên em đổi hàng cho. Rồi mấy chị ơi, 350 bộ này rất là đẹp. Thảo Nguyễn size 2 350. Kiếp Nghèo Phận Bạc size 2 và size 5. 2 và 5. Bao giá rẻ luôn mấy chị. Chị không tên size 1. Chốt này là hơi bị đẹp luôn. Mặt sướng lắm. Chân yến một hết rồi. Giờ còn xe 3, xe 4, xe 5 thôi. Kiếp Nghèo Phận Bạc. Cái xe 1 đó của không tên. Khó chưa? Rồi ai lấy bộ comment bộ nha. Bộ quá đẹp. Chất phải nói là cực kỳ đẹp. Rồi bộ lính em còn 2 với 5, 340. Lính đẹp lắm mấy chị. Còn xe 2 với xe 5. Lính 400 mấy xã có 34 thôi mấy chị. Cho cái cục lính kia luôn. Có chị Minh Anh có. Bao đẹp. Chế nào lấy comment cho em. Hơi bị dễ thương. Bao bà là bái ơi. Lính đâu rồi bà? Mấy cái bộ lính bà để đâu rồi bà Tiết? Cái bộ lính 450 á. Còn trời, ai ship bộ đó? Ship 56 kg. Minh Phạm bộ lính 450 rồi. Rồi em còn size nha, size 5 nữa nha. Bà Tư nhét vô góc rồi hả? Ủa bà làm gì bà để tùm lum chân vậy má? Cái bộ lính giống vậy nè. Nó đầy á. Đầy đầy chứ, mẫu nào để theo mẫu đó chứ. Có một cặp chân. Đây mấy chị ơi lính. Dạ hết rồi. Qua mẫu mấy chị. 450 ngàn, 1, 2, 3, 4, 5. Bộ lính cao cấp. Mới về đó mấy chị. Chị nào bữa dặn này vô lấy giùm em nha. Thể thao Tấn Phát không có đâu chị ơi. Quá trời dễ thương. Bộ này luôn. Ai mà bữa chưa có bộ lính thì vô chốt giùm em nha. Mới về lại 450. 1, 2, 3, 4, 5. Một hai bóng năm. Thanh Tiền Nguyễn xe 1. Ngọc Mai Vinh. Xe 1 450.
Kim vui biểu thị hết size. Kim vui biểu thị hết size. Minor 5 bít eo 4,5. Rồi 340 nãy Mimi nãy chốt rồi. Cái hai mình phải hết. Kim hồng size 1 có. Rồi bây giờ em còn size 75 đô lại thôi. Chúng hoa chị tin 61kg hết rồi, 55kg hết. Còn size 75kg 4,5. Giang Bùi Thị có 450. Rồi lính đen còn size to, từ 68 đến 75kg mấy chị mặc. Rồi lính xanh đủ size. Màu đen hết hàng rồi mấy chị, đặt lại mà không có, về được có mấy bộ. Rồi màu xanh, con này đẹp lắm. Xanh thì em còn đủ size, mới về lại luôn. 450, mặt hơi bị bụi luôn. Của chị xe 1 với xe 3 có không? Của chị có 3 hết 1. Lính đen. Để em coi chị. Chị để cho chị Lê, à, Lê Ngọc á, mai em có thử có vừa không? Lính xanh, em chốt cho chị Kim Du Nguyễn Thị có. Kim Du Nguyễn Thị lính xanh 4,5. Rồi 48kg vừa, dạ vừa chị Đỗ Thị ơi, 48kg vừa. Lấy nha, một bộ nha, xanh nha. 4,5. Bộ này đẹp lắm mấy chị ơi. Chưa chị Thảo My ơi, giờ em lấy nha. Thảo My nè, Thảo My 65. Lê Ngọc, Lê Ngọc nè. Nguyễn Ba 60kg. Phan Thảo xe 1. Ngọc Mai Vinh 4,5. Hiền Nguyễn xe 2. Hiền Nguyễn xe 2 4,5 lính. Mình phải 2 4,5 lính. Đỗ Thị, Đỗ Thị có chưa ta? Kiếp nghèo phận bạc. Đúng rồi, con này hơi nhỏ xíu. Em canh size cho mấy chị lớn lớn hơn size. Lấy xanh lấy chi? Đỗ Thị rồi, kiếp nghèo phận bạc. Mấy chị cứ comment size em canh cho lớn hơn size mà. Rồi mấy chị có 70kg có, 75kg có luôn. 5x 75 đủ lại. Rồi chị nào lấy comment nha. Lâu mới có hàng ta mấy chị chứ không có hàng đâu. Trời ơi đẹp lắm. Bộ này là khá xuất sắc. Xuất sắc nha. Ngọc Vy hả? Ngọc Vy để em coi còn không nha. Quay hết à. Nga giỏ 5x. Cô Nga 5x. Cô Nga còn bộ 5x luôn nè. Rồi ai lấy nó comment. 4,5 đẹp lắm. Vinh em lấy rồi chị, em lấy rồi, yên tâm lấy rồi. Rồi chị Kim, Kim Hồng co giãn mạnh luôn mấy chị, co giãn mạnh luôn nhưng mà con nó hơi nhỏ thôi, nhìn giống nữ dân quân quá.
Minor màu xanh hết rồi, xanh rồi hết năm luôn, không còn năm. Xanh 2 của lính 450. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 bộ này em xả cho mấy chị 3 rưỡi. Bộ tông xịt tông này đẹp ơi là đẹp mấy chị, tông xịt tông này rất là đẹp luôn. Bộ lính 56kg không chị? Có mấy vi phạm có. Màu đen thì cũng còn size 5, 75kg lên mặt. Rồi mấy chị, 1 2 3 4 5, bộ mình đang mặc size 350. Mimi Phạm hồi nãy 340, bộ 34 đúng không? Lấy chị rồi chị ơi. Hồi nãy em lấy chị rồi, 56kg lấy rồi chứ ơi có. Rồi mấy chị, bộ đang mặc giùm em, eo vị rất là đẹp luôn, 350 thôi mấy chị. Liên phùng bộ lính 450. Liên phùng bộ lính 450. Rồi mấy chị yêu ơi, em đang mặc rất là đẹp, 350 ngàn bị đẹp nha. Cái nào lấy comment cho em. Bao dễ thương. Size 2 nè mấy chị. Size 3. 48kg đồ thị không có vừa chị ơi. Mấy cái này size 1 chị không có vừa nè. Chất nè mấy chị ơi. Quá đẹp luôn. 350. 1 2 3 4 5. Bộ tông xịt tông hơi bị đẹp. Có chế nào thấy mấy cái bộ cao cấp mới về nãy không? Chưa mua thì em like lại cho mẫu này đẹp lắm nè. Còn 2, 3, 4 nè. 2, 3, 4 2, 3, 4 mẫu này 400 nè mấy chị, đẹp lắm. Bộ 4 rưỡi thì hết rồi, 3, 5, 65 mua giùm Lê Đạt nè. 3, 5, 65 mua giùm. À, size 4 cho hàng Phạm, 350. Mấy bộ này 500 mấy nè mấy chị. Lính 450 size 56 em hết rồi chị ơi. Nè cái bộ này nè, 500 mấy một bộ. Em sale cho mấy chị 400 ngàn bộ. Giờ em còn size 2, size 3, size 4. Đẹp ơi đẹp mấy chị. Cái cổ nó đính đá cho mình luôn, đẹp lắm. Bộ này mặc bao sang 400. Mai bán giá này rồi mới chết. Cực kỳ xinh. Bộ 350 cho Tình Lê. Size 60kg. Tình Lê 60kg. Rồi em đang mặc đi mấy chị. 2, 3, 4. Bộ mới về chưa một bộ. Bộ này mới về chờ xíu đi em lên đủ size. Để em đang xem lắm. Size 2 cho Hương Như nè, 400. Hoàng Minh xe 4, 400, bộ đang mặc quá đẹp luôn. Hàng này không có ai bán giá này đâu mấy chị. Em bán cho mấy chị qua giá quá rẻ, 400 ngàn. Cho mẫu thể thao luôn một tiếp. Màu đỏ đó, ừ. Bộ quá đẹp mấy chị ơi, 340 nha mấy chị. Lên đùi hả? Rồi ok, chờ em xíu. Bộ lỡ 340, 1 2 3 4 5, L 1 2 3 4 5, từ 45kg đổ lên mấy chị mặc vừa. 340 ngàn. Trời ơi cái bộ mấy chị ơi, quá đẹp luôn á. 450kg không có size. L size 1, size 2, size 3, size 4 mà không có 5 sorry nha, không có 5 nha. Không có 5. Không có 5 nha mấy chị, không có 5 nha. Rồi, L 1 2 3 4. Phương Bùi lấy 1X 340. Huỳnh Phải size 3. 340 ngàn. Mai Ngọc Vinh
340. Lâm Phượng. Lâm Phượng, Lâm Phượng nhiêu ký vậy chị? Lấy L đúng không? L cho Lâm Phượng. 340 má. Trời ơi. Hằng Phạm lấy size 4 giùm em nha, size 5 không có. Form này cũng to chị. À 1 với 3 cho Phan Thảo. 1 với 3. Cho Phan Thảo 340. Rồi chị Đặng Khoa là size L. Đặng Khoa size L 34. Thủy Phạm size 3. 340 em nhiều hàng lắm. Từ em lên từ mấy chị quá trời quá đất hàng. Rồi xe 2 cho bích hợp. 2 cho bích hợp. Rồi chị Hằng. Ok Ngọc Hân lấy xe 3. Ngọc Hân xe 3. Một bộ đang mặc không thấy nhiêu ký kèm số điện thoại. 34 có 48 có. Chị Hương Dương ơi, Nhung Dương ơi, lấy cho số điện thoại liền tình yêu. L1234. Rồi không thí là 63 kg số điện thoại. Ok chị ơi. Thẳng thanh xe 5, xe 4 là hết nấc, hết 5. Không có 5 chứ không phải là hết 5. Xe 4 này mấy chị. Đẹp lắm. 340. L1234. Ai lấy comment nha. 340.000. Xe 1 cho Nguyễn Thư. Xe 3 bộ trước nghe chị chứ không phải bộ đang mặc. Ngân Hân. Chị ơi, vô xã Ngân Hân bộ lỡ này giùm cái. Xe 3 bộ trước của tôi đâu rồi? Ngân Hân. Bà kia bà kia vô kìa, bà không biết đâu. Nguyễn Thị Liễu xe 4. Rồi ai lấy comment giùm em. Xả dùm bộ 27. Trời ơi. Mấy má lấy, mấy lấy hàng sale không? Mấy má chắc ăn dùm cái mấy má ơi. Kẹo với mấy má luôn á. Rồi mấy chị. Bộ này 270. 45-56. Cái bộ mà xanh xanh mới ấy ra xe 3 còn không ta? Bộ này đi mấy chị. 45-56-270. Chị ơi, cái bộ đó đó, cái cổ đó, lấy xe 3 dùm cái. Khỏi kinh vô lấy xe 3 thôi. 270 cho Nguyễn Hiền ha. Cái đơn trước 1.720.000 bỏ dùm chị nha, sợ không vừa. Đã chưa? Phan Thảo. Bữa kêu xả luôn mà. Mệt quá. Nè 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 nè. Không ngân nè. Ghi được. Xe 4, xe 5. Bộ này em còn 4 năm mấy chị ơi. Cút hết rồi. Xe 4, xe 5. Em xả 3.5. Bộ tông xịt tông đẹp lắm. 4, 5, 3.5 cút kho xe 2. Dạ không, cút hết 2 rồi. Bộ này đẹp mấy chị. Size 4 và size 5. Trời ơi, cái bộ này cái chất đã ghê luôn á. Chế nào lấy comment cho em. Giá cho mấy chị là 200 bộ lộn 3.5. 350.000. Bộ 400. 56 kg không còn size đâu chị ơi, để em lên mẫu khác cho. Bộ 3.5 đẹp đó mấy chị, lấy đi. Em lên 1.400 cho mấy chị luôn nè. Ừ đúng rồi, cục đó luôn. Cái cục kia, đó lỡ để đây luôn. Đây luôn.
Tỉnh tối lai thôi để. Ừ đó, đó, đó đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 400. Mẫu mới nha mấy chị nha. Mẫu mới mà giá bên em là giá rất là ok luôn. Chị nào không mua là tiếc. Ừ. Đẹp không mấy chị? 400 ngàn bộ. 1, 2, 3, 4, 5. Chị nào không mua là tiếc nha. Bộ này là giá quá trời đẹp, rẻ và đẹp. 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị ơi. 400 bộ. Rồi đẹp không? Xuất sắc mấy chị ơi, xuất sắc, xuất sắc. Có size 67 không? Dạ có. 1, 2, size 1, size 2, size 3, size 4, size 5. Mấy, em bao cho mấy chị đi lấy sỉ luôn, còn chưa có giá 400 nha. Có nhiều người hỏi em, trời ơi, sao em bán hàng chị đi lấy cho nó giống mẫu em luôn mà không có giá. Giá của em ra luôn, giá sỉ còn chưa được giá của em ra. Rồi mấy chị, 1, 2, 3. Từ từ, cho nhung trần trước. 4 5 Rồi, hồng trần là 400 nè. Hồng trần 400 xe 1. Ok, chị hồng trần nè. Chị Liên Phùng nè. Ok, chị Liên Phùng nè. Có cho kiểm hàng nha, nhưng chắc ăn không mua hàng giùm em, Mỹ Thấm đang mặc nè. Mua khách mới mua giùm bộ ơi, coi thử chất ok mua tiếp. Thử chất có đóng xong mà không nhận hàng mệt lắm mấy chị. Rồi 56 Mỹ Thấm rồi nha. Hằng Phạm xe 4 75kg vừa không? 75kg chị cao nha, chị thấp thì lấy xe 5. Rồi Thi Nguyễn nè, 60kg mặc xe 2. Nguyễn Thắm chút rồi. Hoàng Minh 34. Ok chị ơi, Hoàng Minh 34. Mấy chị nào có hạt mặt hàng cao cấp là biết rồi đó. Có mặt hàng cao cấp là biết rồi. Nhung Trần 123. Đêm 123. Giá 400 ngàn mấy chị. Nhung Trần thêm 123. Tiết Hoa xe 5 cho số điện thoại. Tiết Hoa lấy chị một bộ màu xanh giá 340. Màu xanh giá 340. Hà Nguyễn ơi chị nhiêu ký? Hằng Phạm với xe 5 400 ngàn. Tiết Hoa xe 5 400. Không 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 có Hằng Phạm. Hằng Phạm chưa lấy. Mới hỏi thôi chưa lấy. Có không? Rồi vậy đây bộ đó ra. Đây. Rồi Hương Đặng xe 3 400. Chị mua giùm. Dạ Hoàng Minh em chốt rồi. Ngọc Vy 62 mặc xe 2 400. 67kg Hà Nguyễn mặc xe 3 400. Hà Nguyễn số điện thoại đi chị, kèm số điện thoại giúp em cái chị Hà ơi. 400 ngàn. Chí Nguyễn, chính chí chứ không, chính chí hết rồi, hết xe 2 rồi. Rồi Hà Nguyễn lấy thì comment số điện thoại không thôi thì em chốt cho Ngân Hân nha. Từ cái chí Nguyễn thôi. Hà Nguyễn có lấy số, có cho số điện thoại không, còn thôi chốt người khác. Rồi còn bộ, còn xe 1 nè mấy chị ơi. Xe 1, xe 4, xe 5 giá là 400 một bộ. Hơi bị đẹp luôn. Rồi chốt cho Ngân Hân đi. Ngân Hân nè. 400 nha. Kéo rồi ta. Đi dịch cái kéo rồi mất rồi. Lấy rồi chị Ngân Hân ơi, chốt chị rồi. Bộ này luôn mấy chị, 400. 1, 2, 3, 4, 5 luôn. Bộ đẹp rất là đẹp. Sang ơi là sang. Lên Hoa Cúc sập đất rì. Hoa Cúc là đang hot năm nay luôn á.
cực kỳ đẹp, họa tiết cực kỳ xinh nha. Đính hộp chữ Coco hai bên, 400 một bộ. Chế nào lấy comment. 1 C2 C3 C4 C5 mấy chị ơi. 1 2 3 4 5. Bộ đang mặc quá trời đẹp. 400 một bộ mấy chị, trời ngứa quá ngứa. 400 bộ đang mặc nha. Trời ơi nó sang không mấy chị. Bộ này nó quá sang luôn á. C1 cho hàng đào. Ok chị, 400. Bộ này quá sang. Trang Lê 60kg mặc size 2. À, chị Ngân ơi mặc size 1 hả? Ngân Hân size 1 hả? Ngân Hân. Út Nguyễn 70kg. 400. Trinh Huỳnh size 2. 400. Kim Vui Nguyễn Thị 400. Hoàng Minh 3-4. Mua cho em gái dạ. Hoàng Minh 3-4. Xuân Thảo Lê xe 4. Ủa Xuân Thảo Lê xe 1. 400. Nguyễn Ngọc Mai 400 xe 2. Lon Trần Thị Thế hết. Hết 2. Liên Phùng xe 1. Thêm 2 dạ hết 2 rồi. Chị Út Nguyễn em chốt rồi chị ơi. Giờ em còn xe 1, xe 3, xe 4, xe 5. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5 mà mấy chị. Hết rồi. Ký Lê Trang có luôn chị ơi, 67kg mặc size 3 dùm em. Thu Hiền mặc size mấy chị? 67kg 400 size 3. Xuân Thảo Lê chốt rồi, Thu Hiền mặc size mấy? 67. Bộ này đẹp lắm, bộ đồ này xuất sắc. Bộ đồ này em còn cho mấy chị 3-4 nè. L 3-4. L 3-4 bộ đồ này em sale với chị là 330 ngàn. Đẹp lắm. 60kg mà nãy giờ chị đặt xe 1 không à. 56kg cho Thu Hiền. Có 400. Tối có like không? Dạ có. Tối like luôn, mai chốt hết hàng cho mấy chị. Bộ này đi mấy chị. Trời ơi cái bộ đùi này không mua là tiếc. Nó chất nó đẹp quá trời. Chị nào nhận được cái bộ này chưa? Cái chất quá đẹp. 330. Em còn L với size cho mấy chị 3-4 thôi nha. Gửi đổi hôm đó. Hôm nay chị nhận hai mã hàng ra rồi em. Lê tiếp nè. Rồi để em kiểm tra chị ơi. Nói gì à? Rồi chế nào lấy em đang mặc comment. Bộ đồ em đang mặc có chất đẹp ơi, đẹp mấy chị 330. Trời ơi quá trời đẹp luôn á. Không mua là tiếc cái bộ này nha. Cái chất đã đời luôn. Rồi chị Bích Phương nè, size 3, bộ đùi size 4 cái lộn. Bích Phương là đùi size 4 330. Chị Lan Anh size 3 330. Hân Thí 63kg. Đùi 48kg được không? Được chị. Dung Dương lấy thì cho số điện thoại xem là 48kg mặt vừa. 63kg. Hân Thí lấy đùi hả? 63kg mặt hơi rộng được không? Chị Loan Đoàn xe 4. Rồi chị Trang Lê nè. Bộ này đẹp lắm. Đùi xe 1 không có. Chắc mát mẻ lắm, bộ đùi mặt trắng bóc, bộ đùi mặt trắng bóc. Hơi bị đẹp. Lon Đoàn em chốt rồi nha, chị Bích Phượng Lê, chị Nhiêu Ký 45, 55, 56kg thì chị mặc được size L đó chị.
Rồi chị Không tên mặc lùa xe 3. Rồi em xem vào chưa để chị chốt đổi sang hàng gửi vào. Lê Tiết, hàng có chưa em ơi? Có. Dỡ sổ coi hàng Lê Tiết vô chưa mấy đứa ơi. Ừ. 48kg dừa. Vừa không dài. Cái này là đùi má ơi. Đùi có L với xe 3 thôi. Xe 3 từ 65-64 gì đó lên chị mặc cũng được hết trơn á. Thích mặc rộng rãi cũng được. Tại đùi dễ mặc lắm chứ không phải giống như dài. Dài thì mấy chị còn sợ thùng thình nữa. Đùi đùi thì mặc rộng chút xíu cũng không sao. Đùi nó dễ mặc hơn. Đùi chị không lấy nha em. Rồi ok mấy chị. Trời nghĩ sao em mặc bộ đùi đứng lên thấy cái giò em nó đen thui vậy mà mấy chị không thấy. Nhìn cái kỹ giùm em cái mấy chị. Hả chốt. Nè mặc cái đùi nhìn thấy cái giò dày mà cũng kêu dài nữa sao hay thiệt luôn á. Rồi mấy chị ơi bộ này em xe 370. Em còn xe 2 xe 3. Này xuống đi. Còn mấy chị thấy không, thấy không thấy cái đùi của em nữa. Ủa mẹ tiếc già tự nhiên cái lấy cái áo kia còn cái áo để đây chơi vậy. Rồi còn 23 nè mấy chị. 370 bộ này đẹp lắm. Xe 3. Xe 2 nè. Cho chị Trang Lê. Xe 4. Còn 4 luôn, còn 4 luôn đó nha. Còn 3, còn 4 luôn. Rồi xe 2 em chốt cho chị Ngọc Trâm nè. Đó. Rồi hết 2, còn 3, 4 à. 370 bộ đẹp quá. Xe 2 hết. Trung Trần lấy 3 nè. Rồi giờ còn 4 là hết. Chung với anh Trang. Hết rồi giờ còn 4 thôi mấy chị. Bộ 4 thôi. Bộ này thì bao rẻ luôn mấy chị. Người ta bán 520, 550 một bộ. Em bán với chị giá này là quá yêu thương. Rồi còn 4 mấy chị ơi. 4 thôi. Hết rồi. Ở hàng xe không có số lượng nhiều đâu mấy chị. Thông cảm giùm em. Đẹp quá là đẹp. Rồi ai lấy comment. Dạ hết 3 rồi, còn 4 thôi. 4 từ 69 đến 74kg mặc giùm em. Còn 4 cái size gì đây? Bộ này size gì đây? Size 1. 50 đến 58 size 1 ai lấy? Thêm 4 cho Nhung Trần. Còn xe 1 ai lấy comment. 37. 1 với 4. Nhung Trần lấy 1 luôn. Bộ này đi mấy chị 50. 50 đến 58kg. Bộ này em sale cho 250. 50 đến 56 thôi. 58 mặc vừa luôn. 250. 250. Giá sale nha. 250 giá sale ai lấy comment. Sang trên 250. Còn xe 2, xe 3. 5 4 2, 3, 4, 5 bộ này luôn mấy chị. Em sale với chị là 320. Bộ này đẹp lắm. Có 5 không shop. Cái đó hết 5 rồi còn 4 à. Bộ này em xả với chị 32. Hơi bị đẹp luôn mấy chị ơi. Em còn xe 2, xe 3, xe 4, xe 5 400 ngàn đó mấy chị, xả có 32 thôi đó. Giá này quá rẻ luôn rồi đó. 320. Xe 2 cho Tuấn Mập. Xe 3, xe 4, xe 5. Hết rồi, hết 2 rồi chị Kim Vui ơi.
58kg hết size. Rồi chế nào lấy comment nha. Còn size 3, size 4, size 5 mấy chị. Trang V hả? Hết 2 luôn rồi. Em còn 3, 4, 5 mà. Bán cho mấy chị giấy yêu thương á. Chất đẹp không? Quá trời đẹp. Còn 3, 4, 5 mấy chị. Ai lấy comment. Bộ đồ đi mấy chị, 330 đẹp lắm. Đúng rồi, co giãn cho béo lên. Vàng sang trinh đâu có đâu, bây giờ chị nói vậy không phải bộ của tim 2,5 vậy này sao chị không nói luôn, em xả ra em bán rồi. Xe 3 cho bé Ule 32 rồi mấy chị, bộ đùi đang mặc 330 rất là đẹp. Xe 1, xe 3 1 với 3 1, 3 L 1 với 3. Bộ đang mặc 330. L 1 và 3, bộ đùi. Còn mấy bộ mấy chị giá sale bao rẻ luôn. L 1 với 3 nha. L size 1, size 3. Thôi thì đẹp. 330.000. Bộ bi. Đùi size 3 cho Ngọc Ngọc 33. Đùi đẹp quá. Bộ đồ này hơi bị đẹp. Đồ này chất cực kỳ đẹp cho mấy chị luôn. Bộ nào cũng đẹp hết, 50kg cho Tâm Trinh. Đây chị ơi.
330 bộ đùi. Đùi vest 330 size 1. Đằng sau có lưng thun cho mình luôn. Hơi bị đẹp. Đùi vest này là 45. 56kg mặc thôi mấy chị. 45-56 mặc giùm em nha. Chị nào mặc vừa lấy. Ngắn không lấy. Rồi ok chị. Thôi cái đùi vest này quá đẹp mấy chị ơi. 45-56kg. Ai nhỏ nhỏ con lấy bộ này đẹp. Hàng Quảng Châu luôn. Siêu đẹp. Đùi vest dễ thương quá. Đỗ Thị mặc được đó chị. Chị mặc được bộ đó đó. Chị nào 45-56 lấy. Còn phục luôn. Cái này này có cấp không có mấy chị. Đẹp không mấy chị. Chị này nhỏ nhỏ con hết mấy bộ này về mà. Dạ không, có xe lớn. Rất hay nhỏ hả? Bộ lùi 65 tí vừa không Hồng Ngọc? Dạ vừa chị. Hồng Ngọc vừa đó. Quá trời đẹp luôn á. Đùi nha, cái quần nè. 330. Nguyễn Minh Tiền hả? Dạ nói đi chị em nghe nè. Thấy chế, trời ơi cái bộ này dễ thương không á chị ơi. Hôm nay bộ mặt có dễ thương quá. Dễ thương nè. Mặt dễ thương nè. Bột bột cái dùm luôn. Còn cho mấy chị 2 với 4, 370 sale. Còn mấy bộ sale rẻ nha mấy chị đừng la làng nha. Bộ này bao đẹp. Dễ thương mấy chị. Chế nào lấy comment size 2 với size 4. 370 thôi. Hơi bị dễ thương. Chế nào lấy comment liền cho em giá nào cho mấy chị á. Báo còn 3 với 4, 350.
Thứ 4 cho Hằng Phạm. 37. Tờ báo còn 3 với 4, 3 rưỡi. Chị em gửi mua hàng gu xì. Chị em gửi mua hàng gu xì là Nguyễn Minh Tiền ơi, cái nào chị? Mẫu nào? Bộ đang mặc nha, tờ báo đẹp lắm, 3 rưỡi à. Còn cho mấy chị xe 3, xe 4. Bộ này rất là dễ thương. Xe 3, xe 4 mấy chị ơi, 3 rưỡi. Bộ này hơi bị đẹp. Xe 3, xe 4. Xe 3 chị Trang lên 3 rưỡi nha. Bộ này nếu còn là đăng. Xì quần dài. Giờ không nhớ chị có mẫu không? Giờ còn xe 4 hết 3 rồi. Bộ này đi mấy chị 1 2 3 4 5. 3 rưỡi luôn. Tờ báo 65 em hết rồi. Quần em mặc có bán không? Em đi châu. Giá quần em mặc hết hàng. Đồ bộ gu xì quần dài. Mẫu này hả? Mẫu này hay mẫu màu xanh? Nguyễn Minh Tiền ơi. Hay là mẫu màu xanh này? Mẫu màu xanh này không? Xanh đó có xe 3 rưỡi. Bộ này đi mấy chị đẹp quá trời nè. 1, 2, 3, 4, 5, 3 rưỡi. Chất mát lắm. Hơi dễ thương. 3 rưỡi mấy chị ơi. Chị nào lấy comment em mặc nha. 300 rưỡi bộ mấy chị ơi. Em bạn 3567 cho anh Nguyễn. Anh Nguyễn 67. 12345 đi mấy chị. Mở cái bộ này hả? Bộ này là 400 mẫu mới nè, đẹp lắm. Mới. Còn mẫu kéo 3 rưỡi à. Này là vừa gu xì vừa eo vì. Lên vong cúc đẹp lắm. 400 ngàn. Đồ màu xanh. Chúc Quỳnh màu xanh gì xe 3. Ok, lấy xe máy chị. Đầm 340 đẹp ơi, đẹp. 1 2 3 4 5 đầm 340. Lấy em cái 400 ngàn hồi nãy mới vừa lên. Lâm Thanh Hằng size nhiêu ký? Nhiêu ký chị? Em còn sai cho mấy chị là 3, 4, 5 thôi. Hết rồi. Chị Nguyễn Minh Tiền lấy xe 3 đúng không? Nguyễn Tiền lấy 3, lấy xe 3, 400 đúng không? Còn là Lâm Thanh Hằng nhiêu ký? Phạm Thanh chị đặt đồ hồi hôm. Không biết gọi chốt chưa, tại chị không rồi. Ngày mai gọi chốt chị ơi. Ngày mai nha. Ngày mai. Rồi cái đầm em đang mặc đi mấy chị.
72kg á. Rồi ok, 72kg mặc size 4. À, cho em số điện thoại đi chị ơi, Lâm Thanh Hằng kèm số điện thoại giùm em cái. 4 mít. Còn 4 không biết nữa nè. Rồi. Chia tay 4 luôn. Thôi thôi khỏi cho đi chị, hết 4 rồi. Hết 4 rồi, còn 3 với 5 không à. Rồi Nguyễn Minh Tiền chốt rồi. Rồi đang mặc đầm đi mấy chị ơi, 340. Đầm đẹp ơi đẹp, mẫu mới luôn á. 1, 2, 3, 4, 5 đầm. Đủ size mấy chị. 340 đầm nha. Trong cái này luôn rồi. Size 4 rồi chị ơi, hết size 4 rồi, tối chờ xíu em lên hàng khác cho. Rồi mấy chị ơi, bộ đang mặc 3,5 nè. L1234, để em coi có 5 không nha. Bộ thể thao 3,5 này quá đẹp. Hơn lên form hơi bị sang và đẹp luôn. 3,5 nha mấy chị. Size 1, số lượng ít. Size cho mấy chị nè, 2 nè. Tới 3. L1234 à. 4 à. L1234. Rồi ai lấy comment. L cho Đăng Khoa. 3,5. Cô Nga xe 4. 3,5. Diễm Viên xe 1. 1 có 1 bộ thôi. 3,5. Đăng Khoa rồi. Huỳnh Phải xe 2. 3,5. Và Dầu Trần Thị Ngọc xe 3. 3,5. 65kg. Em Ma Trần xe 3. 3,5 L. Size 2 cho Nguyễn Thư. Nguyễn Thư size 2 3,5. Tuấn Mặt size 2 3,5. Nguyễn Đẹp hết 1. Size 3 cho Cúc Hồ. 66kg. Thắng Minh. Size 4 cho Yến Chi. Size 4 cho chị Yến Nguyễn. Đỏ cho Phương Nguyễn. Đang mặc 350. Số 3 70kg lại. Cô Nga chốt rồi, Hình Phải chốt rồi. Bộ đỏ gì đỏ? Đỏ là xe 3 xe 4. Chị Phúc An có đen nè, có lấy đen không? Phúc An đó, có đen đó chị, có lấy đen không? Đỏ xe lớn, còn 3 với 4 à. Còn đen thì còn L. Cố lên. Đỏ nè, đẹp không? Đẹp đi đẹp. Con Bùi không có đỏ đâu. Đỏ còn 3,4. Đen còn L với 3,4.
Phúc An đen 3 750. Đỏ cho chị Oanh Nguyễn 3 rưỡi. Chị Thanh Thanh đế xe 4 đen 3 rưỡi. 65kg. Chị mặc xe 3 rồi chị ơi. Đỏ xe 3 Nguyễn Minh Tiền hết rồi, giờ còn 4 hết. Giờ còn đen L34, đỏ xe 4 còn hết. Đỏ quần đen hay quần đỏ? Quần đen vì đỏ. Trong mẫu tím luôn. Coi cái tím kia giống không? Giống không? Nè em có cái bộ này xe 5 đầu tiên đẹp lắm mấy chị, 3 rưỡi nè. Thể thao, có chị nào mặc 5 không? Đỏ 48kg không có, Ngọc Vy 62kg hết size. Cái bộ này thể thao này đẹp, em còn size 5 nè, chị nào 5 mất không? Năm bách thì lấy 4 hay 5 ta, đợi đợi nha, chờ em xíu. Còn xe 4 lộn, 4 mấy chị ơi. Còn xe 4, bộ thể thao này. Cho chị một hộp kem Nguyệt Minh, một hộp kem tái tạo 800. Đang tái tạo này mấy chị. Em xài có cái mặt em nó hơi nám xíu, em xài ở đây thôi. Rồi mấy chị, chế nào lấy comment cho em nha. 350 xe 4. Ba rưỡi xe 4. Ai lấy comment? Đó 2 lít không có mấy chị ơi. Bộ này đẹp lắm. Ngọc Mai Vinh xe 4. 340 một bộ. Ủa ai kêu à? Kêu nó mua cái mấy bịch này nhỏ lại. Nè, tính tiền đi bà Tiết. Rõ mấy chị ơi, trời ơi, dễ thương không? L34. Không mua là tiếc. Có mấy bộ thôi. Em không biết size gì nữa. L34. Còn L với lại 4X. L với 4X nè mấy chị ơi, không có sai nữa. L với 4X. Ai lấy comment 34. Tiền Thanh Nguyễn L 340. Bộ này quá trời đẹp. Quanh Bùi không có, không có một luôn chị ơi. L Sang Thanh L, Lâm Phượng L 34, Nhung Trần L 4 đi, còn hơi bị đẹp. Bạch Huệ L, mặc xe 3 mà không có 3. Beauty View 59kg không có giường. Xe 2 không có. L cho Huỳnh Linh. Còn xe 4 nữa đó mấy chị, 4 cho Lê Linh. Lê Linh lấy 4. Ủa quần lửng. Khánh Nguyệt 58kg 340 không có giường. Huỳnh Linh chốt rồi. Thanh Thanh
xe 4. Ngã lên là 4 mét là 75 đổ lại mặt rồi, 74 đổ lại thôi. Con này cũng không có to. L 4556. Minh Anh 340 L. Huỳnh Hiếu xe 4. Minh Giang Quỳnh 34 tiếng. 64 kg mặt xe 4 rộng á. Mô này quá đẹp. Hết là luôn, hết. Còn bộ xe 4 đó là mấy chị vừa. Chị nào thích mặc mặc rộng rãi hay mặc xe 4? Thôi dễ thương. 4XL. Hơi bị đẹp. Có áo xô không? Áo xô, Vũ thích áo xô à? Bữa nào lấy áo xô thì bán cho. 70kg nhíp hồng 340 là hết. Áo xô nhiều lắm, đẹp lắm. Bữa nào lấy vừa bán cho. Rất là đẹp. 340 mấy chị. Có 2 4 đừng có 4 không nè. 2 với 4 à. 2 4 5 340 2 4 với 5. Mấy chị ơi, tại hàng sale không có hàng, không có số lượng nhiều. Bé Yêu Lê xe 2 thì lên 2. Ngọc Quy 2. Rồi còn 4 với 5 thôi mấy chị. Nhung trần hết rồi. Nhíp hồng 70 xe 4 34. Rồi còn 45 thôi. Ê, sai lộn sai. 45. Tình Rô Xây lấy 5. Quỳnh Ngọc hết 4 mẫu trước rồi. Quỳnh Dung lấy 5. 64 kg không có vừa. Xe 4 là tầm 68, 74kg. Xe 5 từ 74, 79. Cây trong tay lên nói chuyện, sẵn la lên luôn. Thảm được, đó đó, cái cây bên này cũng được. Ừ, mấy cái đó đưa đây luôn. Ừ, đưa hết đi. Không không. Mai mới chốt đơn. Khi nào nhà bên em gọi điện chốt đơn thì mày mới đi hàng. Còn không có đi hàng chị. Lâm Thanh Hằng bao nhiêu ký vậy chị? 72 kg hả? Lâm Thanh Hằng 72 hả? Kìa yeah, kem kìa. 350. Bộ thể thao đang mặc rất là đẹp. 1, 2, 3, 4, 5. Kelly Nguyễn Trần lấy 1.
3,5 65 mua cho Hồng Trần. Ok chị ơi. Hàng này hàng cao cấp cho mấy chị nha. Rất đẹp lắm. Xe 3 cho Ngân Hân. Có xe 4, xe 5 luôn đó mấy chị. Đang mặc 48kg không vừa. 3,5 60kg cho Trần Yến. Yến mặc xe 2. Rồi ai lấy cao cấp comment cao cấp cho em. Bộ này hơi bị đẹp mấy chị yêu. 65kg, 1m53, bận xe 3. Chúc Quỳnh mua thì cho số điện thoại. Ngọc Vy 61kg. Size 61-62kg, xe 2. 75kg, mặc size cao thì mặc xe 4, thấp thì mặc xe 5. Rồi mấy chị ơi, ai lấy comment nha, thể thao đang mặc 65kg Thảo Quách. Quỳnh Dung 3,5 xe 5. Rồi ai lấy nữa comment. Xe 3 cho Trúc Quỳnh hả? Cho số điện thoại đi chị yêu. Trúc Quỳnh lấy xe 3. Kèm số điện thoại giúp em cái. Bảy Thu trái cây 59kg. Cao mít mấy chị yêu ơi, quên rồi. Bảy Thu trái cây mặc xe máy quên rồi. Xe 1 hay xe 2 à? Đừng như mặc xe 2 đúng không? Trúc Quỳnh à. 62kg mặc xe 2. Cao 1m58 là 75kg mặc xe 5 giùm em. Cho cây đó luôn. Mét 6 rồi. Để thu chứ cây. Để thu chứ lấy rồi. Bình thường chị mua em xe 1 hay xe 2? Xe 1 đúng không? Để cây đổi 1. Chưa nhận được đồ hả? Anh Bùi không có màu tím. Anh Bùi không có màu tím. 1, 2, 3, 4, 5, 400.000. 400.000. Bộ này mấy chị đẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 400. Rồi lên mẫu này nó ớt mấy chị nha. Tối lại tiếp. 5 giờ. Quá đẹp luôn á. 1, 2, 3, 4, 5. Bộ quá trời đẹp. Sang ơi là sang. Lâm công lên. Họa tiết sang ơi là sang. 400. Hồng Trần 65kg. Rồi ai lấy bộ 400 comment. 58kg ngọc đẹp. 400.000. Kim Hồng 400. Có 7,5. Em Mai Trần 65. Long Trần Thị Thế xe 2. 400. Trang Thu Nguyễn size 5. Thu Trần size 2. Liên Phùng size 1. Bốn trăm. Thảo Nguyễn size 2.
Hằng Minh xe 3, xe ngoài là hết tiền. Thu Trần chốt rồi, 60kg. Trần Yến xe 2 hết size. Hàng này có cổ tim không à? Cổ tim tay theo form, tay theo form chị ơi. Có mấy mẫu vừa qua có cổ tim. Chị cho em mẫu cổ tim luôn chị ơi. Lên đi, để lên mẫu cổ tim nha. Đó, đúng rồi đó. Cái đó chắc cổ tàu quá. Chứ là gì? Bà thấy thở vú không? Một, hai, ba, bốn, năm, 400 luôn. Muốn tim có tim. Kim Hồng, chị bận xe 1 nha. Dạ đúng rồi, lấy chị xe 1 mà. Có tay lỡ không? Tay lỡ hiếm lắm chị ơi, tay lỡ ít lắm. Trời ơi, đẹp quá chị ơi. Bộ bông đá không em? Bộ bông đá như giờ còn xe bự. Hết xe nhỏ rồi. Bộ này nữa là hết này, có cách đó mấy chị. Bộ này đẹp quá đẹp nè. Ô, còn bộ xe trên nữa. Ừ. Cái cổ sang ơi là sang luôn. Chứ nào lấy comment đá không nè. Đẹp quá. 400 ngàn mấy chị. Một bộ này. 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị ơi. Ai lấy comment cho em 1, 2, 3, 4, 5. Mai Vân ơi, bộ nào sai nhiêu ký? 85 cho em Ma Trần. Xe 3 phải 65-70 phải không? Dạ đúng rồi, 65-70 chị. 1, 2, 3, 4, 5. Bộ này đủ size. Ai lấy comment. Cụ bại anh em size. Dạ đúng rồi, tại em đang ấy mà. Nó hơi khó chịu một cái. Tái tạo vậy á. 400 bộ. Phương Nguyễn xe 3. Chịu khó nó mới đẹp mấy chị. Không chịu khó làm sao mà nó đẹp. Gặp em lái này nó bụi bụi nữa, vô nó ngứa. Mấy chị đó hả, không có bụi á thì nó đỡ hơn. Em lái cái này nó bụi. Ngồi máy lạnh nữa khô da nó ngứa. Rồi mấy chị offline nghe. Này để yên đây nha. Chị ship này thôi, rồi cục này lại xảy qua đó. Rồi còn cái này để yên nha. Bỏ lại tiếp. Rồi mấy chị em offline nghe.